Thưa quý vị, trở lại phần tin tức trong ngày hôm nay, bản tin tiếp theo, chị Quyên xin phép được gửi đến quý vị phần chi tiết sau đây. Bản tin cho hay, Hoa Kỳ đã đưa sĩ quan Tuần Duyên về lại sứ quán tại Hà Nội. Thưa quý vị, Tư lệnh lực lượng Tuần Duyên của Hoa Kỳ Đô đốc Bob Pope sẽ cử một sĩ quan của lực lượng Tuần Duyên Hoa Kỳ tới làm việc tại cơ quan đại diện ngoại giao của Hoa Kỳ tại thủ đô của Việt Nam. Đây là lần đầu tiên, nhưng hiện nay đang có những thành viên khác của quân đội Hoa Kỳ làm việc trong vai trò liên lạc và tùy viên quân sự. Ông Pope đã trở thành tư lệnh lực lượng Tuần Duyên Hoa Kỳ đầu tiên tới thăm Việt Nam trong chuyến công du vào hồi tháng 9 năm ngoái, trong nỗ lực củng cố hợp tác các lực lượng Tuần Duyên trên thế giới. Ông cho biết 90% thương mại toàn cầu vận chuyển bằng đường hải cần phải có cơ chế, luật lệ cũng như quy tắc ứng xử về việc quản lý các tuyến hàng hải có liên quan tới tranh chấp lãnh hải, quyền tiếp cận và tự do hàng hải. Hoa Kỳ nói chung và lực lượng Tuần Duyên nói riêng hợp tác với bất kỳ quốc gia nào trên thế giới để tăng cường an ninh và an toàn hàng hải, chúng tôi đều hoan nghênh cơ hội như vậy. Lực lượng do ông phụ trách hiện nay đang giúp cho Việt Nam tăng cường năng lực về việc kiểm soát hàng hải sau khi mà nhận được đề nghị từ Hà Nội về việc tăng cường hợp tác và chia sẻ kinh nghiệm. Hợp tác trong lĩnh vực hàng hải là một lĩnh vực chính mà Hoa Kỳ và Việt Nam tăng cường thời gian qua. Ngoài ra, Việt Nam đã quyết định đổi tên Cục Cảnh sát Biển thành Bộ Tư lệnh Cảnh sát Biển. Tình hình nhân quyền Việt Nam xấu đi trong năm 2013. Thưa quý vị, tình hình nhân quyền tại Việt Nam ngày càng xấu đi trong năm 2013. Theo bản phúc trình thường niên và tình hình nhân quyền thế giới năm 2013 tại Bangkok vào hôm 21 tháng Giêng, con số tù nhân chính trị tại Việt Nam có khoảng 150 đến 200 người, tăng hơn 40 người so với năm 2012. Trong số này có 63 người bị kết án trong các phiên tòa về chính trị. Theo lời của ông Phil Robertson, phó giám đốc khu vực châu Á của Tổ chức Theo dõi Nhân quyền Thế giới, thì Việt Nam có thể đứng ở vị trí hàng đầu bảng Đông Nam Á về sự giảm sút tình trạng nhân quyền. Theo bản phúc trình, thì nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam luôn áp đặt luật hình sự 79, 78, 88, 89, 91, 258 và ngay cả luật thuế để bỏ tù những người cổ suý thay đổi chính trị. Bản hiến pháp mới mà Quốc hội Việt Nam thông qua vào hôm 28 tháng 11 năm 2013 cam kết về nhân quyền nhưng lại có nhiều kẽ hở nghiêm trọng và không bảo đảm bảo vệ và phát huy quyền tự do căn bản. Việt Nam ngày càng đi xuống về nhân quyền. Những cáo buộc của tổ chức nhân quyền luôn bị Việt Nam bác bỏ, nói đó là bịa đặt hay là vu cáo. Nhà nước Việt Nam luôn nói rằng một số tổ chức hay là cá nhân đưa tin sai lệch, vu cáo tình hình nhân quyền tại Việt Nam. Có 41 học sinh nhập viện vì cúm H1N1 tại Hà Nội. Thưa quý vị, tại Hà Nội trong khoảng thời gian từ ngày 19 tháng Giêng đến nay đã có 41 học sinh nhập viện với các triệu chứng của bệnh cúm như sốt cao, ho, viêm đường hô hấp, v.v. Kết quả cho thấy là dương tính với cúm H1N1. Sau khi theo dõi thì một số em được xuất viện, nhưng nhiều em vẫn còn sốt cao và được chuyển đến khoa nhi đồng điều trị. Vào năm 2009 thì cúm H1N1 có nguồn gốc từ gia cầm bùng phát mạnh mẽ và lây lan mạnh mẽ đã khiến cho hàng ngàn người bị nhiễm và có hơn 50 người bị tử vong. Hiện nay thì cúm H1N1 đang lưu hành như là cúm mùa thông thường. Cúm về mùa đông thường nặng hơn và có nguy cơ gây ra tử vong ở người cao niên, trẻ em, phụ nữ, mang thai hoặc là người mắc bệnh mãn tính. Không chỉ cúm H5N1, H7N9 mới nguy hiểm, mà cúm thông thường cũng có thể gây viêm phổi, khó thở, thậm chí gây tử vong do suy hô hấp. Vấn đề Hoàng Sa và Trường Sa sẽ vào sách giáo khoa. Thưa quý vị, Thủ tướng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng đã giao cho các cơ quan liên quan nghiên cứu đưa vấn đề Biển Đông và chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa vào sách giáo khoa các cấp học với mức độ, phạm vi và hình thức phù hợp khi xây dựng đề án đổi mới chương trình. Theo thông báo, ông Dũng sẽ giao cho Viện Hàn Lâm Khoa học Xã hội Việt Nam chủ trì, phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam và các cơ quan liên quan tập hợp và huy động các nhà sử học trong cả nước tham gia biên soạn và xuất bản Bộ Lịch sử Việt Nam. Đây sẽ là bộ sử chính thống, trong đó tổng hợp những kết quả nghiên cứu mới nhất về lịch sử Việt Nam. Thông báo cũng nêu rõ, ông Dũng đã yêu cầu Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam đóng góp ý kiến phản biện các công trình nghiên cứu lịch sử và văn hóa dân tộc như sách giáo khoa lịch sử, chương trình môn lịch sử trong trường học, các hoạt động liên quan tới lịch sử văn hóa Việt Nam, chú trọng mở rộng quan hệ giao lưu với giới sử học quốc tế.
Nga tạm ngưng nhập cảng cá tra từ Việt Nam. Nga có lệnh tạm ngưng nhập khẩu một số các mặt hàng thủy sản và trong đó cá tra từ Việt Nam với lý do không bảo đảm chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm, theo thông cáo từ cơ quan giám sát nông nghiệp của Nga Roskosnadzor. Lệnh tạm ngưng được áp dụng đối với 5 doanh nghiệp trong nước và trong đó có 4 doanh nghiệp xuất khẩu cá tra và một việc là xuất khẩu tôm. Một số nhà máy chế biến, trại nuôi cá và cũng như là phòng thí nghiệm tại Việt Nam không kiểm soát việc áp dụng kháng khuẩn và sử dụng chế phẩm kích thích tố. Ông Trương Đình Hòa là Tổng Thư ký Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam xác nhận rằng có nhiều khâu từ nguyên liệu, chế biến đến xuất khẩu có nhiều vấn đề. Qua đợt này sẽ phối hợp với các cơ quan thẩm quyền của Việt Nam để kiểm tra lại vấn đề chưa đạt được. Và để cho có biện pháp khắc phục những sai sót theo như yêu cầu của Liên bang Nga để dỡ bỏ lệnh tạm ngưng nhập khẩu hàng cá về cá tra Việt Nam vào Nga. Và sau đây là phóng sự từ Việt Nam, ông Lê Hiếu Đằng, người lãnh đạo phong trào thoái đảng Cộng sản Việt Nam qua đời. Tin từ người thân trong gia đình của ông Lê Hiếu Đằng cho biết sau nhiều tháng chịu đựng căn bệnh ung thư và cuối cùng thì ông Lê Hiếu Đằng, cựu quan chức thuộc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và người lãnh đạo phong trào ly khai Đảng vào hồi đầu tháng 12 năm 2013 vừa qua đời vào lúc 10 giờ tối giờ Việt Nam nhằm ngày 22 tháng 1 tại Bệnh viện 115 Sài Gòn, hưởng thọ 70 tuổi. Trong khoảng 5 năm này, ông Đằng được xem là một trong những thành phần tri thức nhân sĩ hàng đầu tại Việt Nam đã công khai thẳng thắn chỉ trích chính sách mà ông coi là chấn áp quyền con người của chính quyền Việt Nam. Ông cũng cho rằng chính phủ ở Hà Nội không đủ dũng khí trước Trung Cộng. Bất mãn trước thái độ bán nước hại dân của Hà Nội vào tháng 12 năm ngoái, thì ông Đằng tuyên bố rút khỏi Đảng Cộng sản. Vốn là nhân vật đương chức phó chủ nhiệm Hội đồng Tư vấn về Dân chủ và Pháp luật, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và nguyên là phó chủ tịch của ủy ban này tại Sài Gòn, luật gia Lê Hiếu Đằng trong những năm gần đây được xem như là ngọn cờ đầu của cuộc tranh đấu đòi dân chủ, đòi các quyền công dân và đặc biệt là trong phong trào biểu tình chống các hành động xâm lược của Bắc Kinh tại Biển Đông. Luật gia Lê Hữu Đằng cũng là một trong những người đầu tiên ký vào kiến nghị 72 ngày 19 tháng 1 năm 2013 của nhóm 72 nhân sĩ trí thức góp ý cho việc sửa đổi hiến pháp 1992 gồm có 7 đề nghị cụ thể nhằm phát huy dân chủ và hòa hợp dân tộc. Ông Đằng cũng là một trong những người đi đầu trong phong trào biểu tình tại Việt Nam khi mà những hành động gây hấn trắng trợn của Trung Cộng tại Biển Đông làm sôi sục lòng dân. Luật gia thẳng thắn phê phán việc trấn áp những cuộc biểu tình chống bành trướng Bắc Kinh là vi phạm nhân quyền. Một trong những hành động quan trọng của ông Lê Hiếu Đằng trước khi mất đó là gây dựng phong trào đối lập mang tên Diễn đàn Dân sự Xã hội, mà theo ông tuyên bố ý nghĩa của phong trào này là một khi xã hội dân sự mạnh lên sẽ kìm hãm được khuynh hướng độc tài của một nhà nước toàn trị. Được biết, trong những ngày nằm bệnh, Công an Mật vụ Cộng sản Việt Nam theo dõi nghiêm ngặt những người đến thăm hỏi sức khỏe của ông Đằng. Bên cạnh đó, tin tức trong nội bộ giới đấu tranh dân chủ cũng cho biết, trước khi mất, ông Đằng đã cố gắng viết một bức tâm thư dài hơn 3 trang giấy, trong đó có nội dung tố cáo chế độ Cộng sản Việt Nam, cũng như kêu gọi thanh niên, sinh viên, học sinh hãy sẵn sàng cho một cuộc thay đổi hệ thống chính trị tại Việt Nam. Và hiện nay thì giới mật vụ Cộng sản đang điên cuồng, săn lùng nhằm tiêu hủy bức thư này. Thưa quý vị, bản tin cho biết là tình hình nhân quyền tại Việt Nam ngày càng xấu đi trong năm 2013. Theo như bản phúc trình thường niên và tình hình nhân quyền thế giới năm 2013 tại Bangkok vào hôm 21 tháng Giêng, con số tù nhân chính trị ở Việt Nam có khoảng 150 đến 200 người, tăng hơn 40 người so với năm 2012. Trong số này có 63 người bị kết án trong các phiên tòa về chính trị. Theo lời của ông Phil Robertson, phó giám đốc khu vực châu Á của Tổ chức Theo dõi Nhân quyền Thế giới, thì Việt Nam có thể đứng ở vị trí hàng đầu bảng Đông Nam Á về sự giảm sút tình trạng nhân quyền. Theo bản phúc trình, nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam luôn áp đặt luật hình sự 79, 78, 88, 89, 91, 258 và ngay cả luật thuế để bỏ tù những người cổ suý thay đổi chính trị. Bản hiến pháp mới mà Quốc hội Việt Nam thông qua vào hôm 28 tháng 11 năm 2013 cam kết về nhân quyền nhưng lại có nhiều kẽ hở nghiêm trọng và không bảo đảm bảo vệ và phát huy quyền tự do căn bản. Việt Nam ngày càng đi xuống về nhân quyền. Những cáo buộc của tổ chức nhân quyền luôn bị Việt Nam bác bỏ và nói rằng đó là bịa đặt hay là vu cáo. Nhà nước Việt Nam luôn cho biết là một số tổ chức hay là cá nhân đưa tin sai lệch vu cáo tình hình nhân quyền tại Việt Nam.
Nạn nhân thứ ba đã thiệt mạng trong trụ sở công an năm 2014. Thưa quý vị, nguồn tin từ Hải Dương, một người đàn ông đã bị bắt về trụ sở công an huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương và đã chết với nhiều vết tích của sự tra tấn bạo hành mà công an nói nạn nhân đã nhảy đầu tự sát. Ngày thứ ba, 21 tháng Giêng năm 2014, Nguyễn Văn Hải, 44 tuổi, đã bị công an huyện Thanh Hà bắt giam buổi chiều ngày 17 tháng Giêng năm 2014 để điều tra về việc tàng trữ chất ma túy. Qua kiểm tra thì phát hiện ra trong vớ của ông Hải có 10 tép heroin tương đương với 1.308 gram. Sau đó thì công an huyện thực hiện lệnh tạm giam 3 ngày đối với nghi can từ lúc 20 giờ ngày 17 tháng Giêng đến khoảng 20 giờ ngày 20 tháng Giêng. Theo lời ông Lê Minh Hoàn là phó trưởng công an huyện, đến 8 giờ ngày 20 tháng Giêng thì điều tra viên đã đưa anh Hải từ nhà giam lên tầng 2 phòng điều tra ma túy để lập danh chỉ bàn với mục đích để làm hồ sơ khởi tố. Lúc ra khỏi cửa khoảng 2,5 mét thì anh Hải đã lao xuống sân bê tông và bị thương ở vùng mặt. Điều đáng chú ý là gia đình nạn nhân chỉ được thông báo qua điện thoại là người nhà của mình thiệt mạng. Khi làm khám nghiệm pháp y thì họ không được chứng kiến thi hài trước khi mổ. Sự vội vã này báo hiệu chủ ý của công an huyện Thanh Hà là muốn đưa một bản báo cáo pháp y rồi trả theo ý mình để che đậy tội tra tấn chết người. Nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam ký tên vào công ước chống tra tấn, nhưng số người chết bởi công an trong 2 tháng vừa qua đã nhiều hẳn lên và những cái chết đều có những dấu hiệu bị nhục hình. 41 học sinh nhập viện vì cúm H1N1 tại Hà Nội. Thưa quý vị, tại Hà Nội trong khoảng thời gian từ ngày 19 tháng 1 đến nay đã có 41 học sinh nhập viện với các triệu chứng bệnh cúm như là sốt cao, ho, viêm đường hô hấp. Kết quả cho kết quả dương tính với cúm H1N1. Sau khi theo dõi thì một số em được xuất viện nhưng nhiều em vẫn sốt cao và được chuyển đến khoa nhi điều trị. Vào năm 2009, H1N1 có nguồn gốc từ gia cầm bùng phát mạnh mẽ và lây lan mạnh mẽ, khiến cho hàng ngàn người bị nhiễm và hơn 50 người tử vong. Hiện nay thì cúm H1N1 lưu hành như là cúm mùa thông thường. Cúm về mùa đông thường nặng hơn, có nguy cơ tử vong ở người già, trẻ em, phụ nữ mang thai hoặc là người mắc bệnh mãn tính. Không chỉ có cúm H1N1, H7N9 mới nguy hiểm, mà cúm thông thường cũng có thể gây viêm phổi khó thở, thậm chí gây tử vong do suy hô hấp. Trong khi đó thì phố Ông Đồ vắng trong khuôn viên Hồ Văn, thưa quý vị. Cứ mỗi năm đến dịp Tết, khu vực vỉa hè bên Văn Miếu Quốc Tử Giám tại Hà Nội lại trở nên nhộn nhịp với hoạt động bán chữ của những ông đồ. Nhưng gần đây thì Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho biết sẽ đưa ra quy định mới về quy hoạch khu vực hoạt động của các ông đồ nhằm bảo đảm mỹ quan đô thị. Số lượng ông đồ sẽ bị hạn chế, chỉ có 72 ông đồ thay vì 150 ông tham gia hàng năm. Vì thế vẫn còn có nhiều ông đồ chui bày chữ trên các vỉa hè ở khu Văn Miếu Quốc Tử Giám và họ phải bỏ chạy khi có an ninh phường đi tuần tra. Hình ảnh những ông đồ bày mực trên vỉa hè mỗi khi hoa đào nở đã đi vào thi ca quen thuộc với người dân Hà Nội. Quy hoạch mới làm mất đi nét sinh động, mất đi nét cổ truyền văn hóa đã có từ ngàn năm, theo lời của những người dân sinh sống ở khu vực Nguyễn Khuyến. Bên cạnh đó, cũng có một số ý kiến đồng tình với quy hoạch mới vì hoạt động văn hóa diễn ra bên vỉa hè rất lộn xộn, ảnh hưởng đến giao thông. Vấn đề Hoàng Sa và Trường Sa sẽ vào sách giáo khoa tại Việt Nam. Thưa quý vị, Thủ tướng Cộng sản Việt Nam là Nguyễn Tấn Dũng đã giao các cơ quan liên quan nghiên cứu đưa vấn đề Biển Đông và chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa vào sách giáo khoa các cấp học với mức độ, phạm vi và hình thức phù hợp khi xây dựng đề án đổi mới chương trình. Theo thông báo, thì ông Dũng sẽ giao cho Viện Hàn Lâm Khoa học Xã hội Việt Nam chủ trì, phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam và các cơ quan liên quan tập hợp, huy động các nhà sử học trong cả nước tham gia biên soạn và xuất bản Bộ Lịch sử Việt Nam. Đây sẽ là bộ sử chính thống, trong đó tổng hợp những kết quả nghiên cứu mới nhất về lịch sử của Việt Nam. Thông báo cũng nêu rõ, ông Dũng đã yêu cầu Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam đóng góp ý kiến phản biện các công trình nghiên cứu lịch sử và văn hóa dân tộc, như là sách giáo khoa lịch sử, chương trình môn lịch sử trong trường học, các hoạt động liên quan tới lịch sử văn hóa Việt Nam, chú trọng mở rộng quan hệ giao lưu với giới sử học quốc tế.
Trong khi đó, Hoa Kỳ đưa một sĩ quan lực lượng tuần duyên đến để làm việc tại tòa đại sứ ở Hà Nội. Thưa quý vị, Tư lệnh lực lượng tuần duyên Hoa Kỳ Đô đốc Bob Papp sẽ cử một sĩ quan của lực lượng tuần duyên Hoa Kỳ đến làm việc tại cơ quan đại diện ngoại giao của Hoa Kỳ ở thủ đô của Việt Nam. Đây là lần đầu tiên, nhưng hiện có những thành viên khác của quân đội Mỹ làm việc trong vai trò liên lạc và tùy viên quân sự. Ông Papp đã trở thành tư lệnh lực lượng tuần duyên Hoa Kỳ đầu tiên đến thăm Việt Nam trong chuyến công du vào tháng 9 năm ngoái trong một nỗ lực củng cố hợp tác với các lực lượng tuần duyên trên thế giới. Ông cho biết có 80% thương mại toàn cầu vận chuyển bằng hàng hải cần phải có cơ chế luật lệ cũng như là quy tắc ứng xử về việc quản lý các tuyến hàng hải liên quan đến các tranh chấp lãnh hải, quyền tiếp cận và tự do hàng hải. Hoa Kỳ nói chung và lực lượng tuần duyên nói riêng, hợp tác với bất cứ một quốc gia nào trên thế giới để tăng cường an ninh và an toàn hàng hải, và ông đã hoan nghênh cơ hội này. Lực lượng do ông phụ trách hiện giúp Việt Nam tăng cường năng lực quản lý hàng hải sau khi nhận được đề nghị từ Hà Nội về việc tăng cường hợp tác và chia sẻ kinh nghiệm. Thưa quý vị, hợp tác trong lĩnh vực hàng hải là một trong lĩnh vực chính mà Hoa Kỳ và Việt Nam đã tăng cường trong thời gian vừa qua. Ngoài ra, Việt Nam đã quyết định đổi tên Cục Cảnh sát Biển thành Bộ Tư lệnh Cảnh sát Biển. Và sau đây là phóng sự từ quận Cam, buổi lễ tưởng niệm 40 năm Hải chiến Hoàng Sa được tổ chức tại Tượng đài Chiến sĩ Việt Mỹ, thành phố Westminster, Nam Cali, do Hội Ái hữu Hải quân Cửu Long phối hợp với các hội đoàn cùng tổ chức. Kính mời quý vị theo dõi phóng sự ngắn do thông tin viên Phan Đại Nam thực hiện sau đây. Phan Đại Nam kính chào quý khán thính giả. Kính thưa quý vị, vào lúc 11 giờ trưa Chủ nhật 19 tháng 1 2014, tại Tượng đài Chiến sĩ Việt Mỹ, thành phố Westminster, miền Nam Cali, Hội Ái hữu Hải quân Cửu Long, tập thể chiến sĩ, liên hội cựu chiến sĩ và cộng đồng người Việt quốc gia Nam Cali đã phối hợp tổ chức lễ tưởng niệm 40 năm Hải chiến Hoàng Sa với sự tham dự đông đảo các hội đoàn các quân binh chủng Việt Nam Cộng Hòa, quý vị hội đồng liên tôn, các vị dân cử, đông đảo đồng hương và giới truyền thông báo chí Việt ngữ. Buổi lễ đặt dưới sự chủ tọa của Phó Đề đốc Vũ Đình Đào. Và chúng tôi xin giới thiệu ông Vũ Đình Thọ là một thành viên ban tổ chức cho biết về buổi lễ. Hôm nay là kỷ niệm 40 năm trận Hải chiến Hoàng Sa, là một ngày rất là quan trọng đối với anh em hải quân chúng tôi và nói riêng và đối với toàn thể quân dân Việt Nam Cộng Hòa nói chung. Và thưa anh, cùng với Hội Liên hội Cựu chiến sĩ và cùng toàn thể cộng đồng miền Nam Cali, chúng tôi long trọng tổ chức ngày hôm nay để nhớ lại và mục đích chính là để tưởng niệm và vinh danh 74 tử sĩ hải quân anh hùng đã lấy chính máu mình ra để làm bằng chứng chủ quyền của quần đảo Hoàng Sa. Và thưa anh, nói đến Hoàng Sa là nói đến những mất mát, những uất nghẹn của toàn thể dân tộc Việt Nam trước sự xâm lăng của kẻ thù Trung Cộng. Và thưa anh, chúng ta vẫn luôn luôn khẳng định rằng Hoàng Sa là của Việt Nam. Sau các nghi thức rước linh vị 74 vị anh hùng Hoàng Sa và nghi thức chào cờ khai mạc được tổ chức một cách trọng thể, là phần ngỏ lời khai mạc của ông Trương Văn Song, Hội trưởng Ái hữu Hải quân Cửu Long. Chúng tôi mong mỏi rằng ngày này sẽ là ngày mà tất cả đồng bào của chúng ta, tất cả các chiến sĩ của chúng ta cùng nhau đốt lên và giữ ngọn lửa đấu tranh cho đến khi nào chúng ta thu hồi được chủ quyền của chúng ta trên hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Sau những nghi thức đặt vòng hoa tưởng niệm và tế lễ cổ truyền là phần dâng lời cầu nguyện của Hội đồng Liên tôn. Hội đồng Liên tôn Việt Nam tại Hoa Kỳ hiệp đồng với các tín hữu Thiên Chúa Giáo, Phật Giáo, Tin Lành, Phật Giáo Hòa Hảo, Cao Đài Giáo và các cựu chiến binh hải quân, quân lực Việt Nam Cộng Hòa thành kính dâng lời cầu nguyện lên Đức Quốc Tổ Hùng Vương, Đức Thánh Tổ Hải quân Trần Hưng Đạo, các vị tiên đế cùng hồn thiêng sông núi phù hộ các anh linh tử sĩ trong trận hải chiến tại Hoàng Sa ngày 19 tháng 1 năm 1974, được hưởng nhiều ân phước trên cõi thiêng liêng hàng sống. Tất cả đồng thành tâm dâng lời cầu nguyện. Kính thưa quý khán giả, buổi lễ tưởng niệm 40 năm Hải chiến Hoàng Sa tại Tượng đài Chiến sĩ Việt Mỹ miền Nam Cali, sau đó còn được tiếp nối với những phát biểu của các vị dân cử, các chủ tịch cộng đồng người Việt và đại diện giới trẻ cũng như phần văn nghệ đấu tranh với chủ đề Hoàng Sa do Ban Tù ca Xuân Điềm và Câu lạc bộ Tình nghệ sĩ Vũ trách
và chương trình đã kết thúc vào buổi chiều cùng ngày. Sau lời cảm ơn của ban tổ chức cũng như lời mời quan khách thăm viếng khu mô hình các chiến hạm hải quân của Việt Nam Cộng Hòa được trưng bày kế bên. Và chúng tôi cũng xin chấm dứt phóng sự nơi đây. Xin hẹn quý vị vào những chương trình kế tiếp. Thưa quý vị, trong tiết mục 180 giây hôm nay, Bích Châu giới thiệu đến quý vị tuyển tập thi phẩm của nhà thơ Du Tử Lê. Mời quý vị theo dõi sau đây. Đầu năm 2014, cộng đồng người Việt hải ngoại vừa đón nhận thêm một ấn phẩm văn nghệ đầy giá trị. Đó là bộ tuyển tập thi phẩm Du Tử Lê. Đây là một tập hợp được biên soạn hết sức công phu và giá trị, lưu lại gần như toàn bộ các thi phẩm của nhà thơ Du Tử Lê từ trước đến nay. Sức sáng tác và ngẫu hứng của ông trong tuyển tập này thật sự là một điều đáng khâm phục, và nhiều bài hát quen thuộc cũng như đã hình thành từ các câu thơ của ông, chẳng hạn như Đêm nhớ trăng Sài Gòn, Khúc Thụy Du, Trên ngọn tình sầu, Giữ đời cho nhau, Tức ơn em. Một tuyển tập chứa đựng một hành trình dài hơn nửa thế kỷ, được trình bày đẹp, bìa cứng, khổ lớn với 550 trang và được bán tại các mục e-book của Amazon. Nói về lần ra mắt ấn phẩm này, nhà thơ Du Tử Lê đã có đôi lời như sau. Vì nhà xuất bản người Việt họ đã có cái lòng, họ muốn gom lại tất cả những cái tác phẩm mà tôi viết từ khi tôi còn trẻ, tức là năm 1957 và chấm dứt là năm 2013, tức là nó khoảng 30 mấy năm đó. Thì nếu không có nhà xuất bản người Việt thì chắc là trong đời tôi không thể có một cái tác phẩm mà nó hoành tráng đến như thế. Đó là cái điều mà tôi nghĩ là tôi may mắn. Thế nhưng mà tôi vẫn nghĩ rằng là sẽ không có Du Tử Lê. Dù nhà xuất bản người Việt nó quý tôi cách mấy chăng nữa, sẽ không có tôi nếu không có quý vị và các bạn. Tức là tôi muốn nói là không có người đọc. Cái từ xưa nay đó, người ta vẫn không có thấy được cái vế bên kia của văn học nghệ thuật. Chúng ta, tôi vẫn nói ở nhiều nơi là chúng ta không có Văn Cao, chúng ta không có Phạm Duy, chúng ta không có Mai Thảo, chúng ta không có ai hết nếu không có vế thứ hai là vế người đọc. Chính người đọc làm thành cái văn học nghệ thuật. Và tôi tin rằng với cái tinh thần hiện tại đó, thì dù cái biến chuyển của cái điện toán như thế nào chăng nữa, thì cái văn học nghệ thuật nó vẫn còn, ít nhất là nó còn đối với người Việt Nam. Và cái dân tộc Việt Nam nó sẽ chỉ tồn tại được khi cái văn hóa nó còn. Một cái dân tộc không có văn hóa là một cái dân tộc nó sống thuần túy bằng cái bản năng, và như vậy thì cái dân tộc nó không khác gì một cái súc vật cả. Và tôi nói như vậy để bày tỏ cái lòng biết ơn những cái người đọc tôi trong quá khứ cũng như người đọc tôi trong tương lai. Để trả lời cho câu hỏi, thường thì các tuyển tập lớn vẫn là dự báo cho việc ngừng lại của nhiều nghệ sĩ trong sự nghiệp. Với việc ra mắt tuyển tập này, liệu nhà thơ Du Tử Lê sẽ còn ra mắt ấn phẩm nào khác trong tương lai nữa hay không? Ông cho biết như sau. Tôi hy vọng, tôi tin tưởng là sau cái tuyển tập này thì tôi vẫn có thể viết tiếp được. Tại vì tôi có nhận được cái lòng yêu mến, thương mến của quý vị và các bạn. Tất nhiên là tôi không nói rằng là nó hay dở, nhưng mà quý vị có thể và các bạn có thể tin rằng tôi sẽ tiếp tục viết ít nhất cho đến ngày tôi mất. Vừa rồi là phóng sự ngắn về tuyển tập thi phẩm cùng nhà thơ Du Tử Lê. Bích Châu tường trình với đài truyền hình SBTN. Thưa quý vị, sau đây là phóng sự từ Hawaii. Hội chợ Tết Giáp Ngọ 2014 tại tiểu bang Hawaii sẽ được tổ chức vào ngày Chủ nhật 26 tháng 1 năm 2014. Thông tin viên Vũ Nhân có mặt tại buổi họp chuẩn bị chương trình tổ chức hội chợ đón mừng xuân mới Giáp Ngọ của Ban đại diện cộng đồng Việt Nam tại Hawaii và gửi về bản tường trình sau đây. Anh là tổng thư ký của cộng đồng người Việt quốc gia tại tiểu bang Hawaii, thì anh thấy trong cái thời gian tới thì chúng ta sẽ có những cái chương trình gì thưa anh? Chào anh Vũ Nhân và kính chào toàn thể quý vị khán thính giả đài SBTN. Trước tiên cho tôi gửi lời chúc Tết đến toàn thể đồng bào tại hải ngoại, và đồng thời cũng cảm ơn chương trình SBTN đã trở lại với hải ngoại lần này lần thứ hai. Sắp tới là chúng tôi rất là bận rộn để tổ chức cái chương trình chợ Tết sẽ vào 2 tuần tới, ngày 26 tháng Giêng, 9 giờ sáng cho đến 4 giờ chiều tại Kabilani Bandstand. Này là năm thứ hai tôi phục vụ cho cộng đồng, có thêm được cái sự kết hợp của các cái ban nhạc địa phương của City County, của quân đội, thì cái Air Force Band sẽ là cái chương trình cuối cùng của cái ngày chợ Tết hôm đó, là phong phú.
thì cộng đồng Việt Nam tự do tại Hawaii cũng lo cái vấn đề đó. Và Việt Dũng thì có hứa qua chợ Tết, nhưng mà rất tiếc rằng Việt Dũng qua đời trước đó, thì chúng tôi thật rất tiếc. Và cũng qua chương trình này xin gửi lời chào Tết đến tất cả các khán thính giả ở đài của 50 tiểu bang hiện tại đây. Trả lời câu hỏi của anh thì thật sự là rất là vui khi mà mình phải hoạt động và tham gia những chương trình mà có ích phục vụ cho cộng đồng, thì đó là một món ăn tinh thần, nhất là mà mình đóng xa quê hương. Hiện tại bây giờ thì Trân đang là một trong những giáo viên của trường Việt ngữ Lạc Hồng của Hawaii. Tương lai đó thì mình có chợ Tết coming up, thì Trân cũng phụ để lo về vấn đề chợ Tết đó, như là ban tổ chức, để làm phát triển cái trường Việt Hồng ngày càng tốt đẹp hơn. Trước hết xin kính chào anh Vũ Nhân và đài STBN. Hồng Thúy là một thành viên của hội đồng cố vấn trong cộng đồng người Việt, cộng đồng Việt Nam tự do ở Hawaii. Cộng đồng Việt Nam tự do ở Hawaii thành lập từ năm 1978 và sinh hoạt liên tục đến ngày hôm nay là không ngừng nghỉ, và tôi thấy rằng là cộng đồng mỗi ngày một đi lên. Và hội đồng cố vấn, tôi rất là mừng vui khi mà đài STBN không có quen chúng tôi là một ở một nơi rất là xa xôi với nước Mỹ, thì tôi hy vọng rằng sẽ đón tiếp quý vị trong tương lai. Em là người sống ở Hawaii 24 năm, dạ, và tại thành phố Oahu được coi đài STBN 7 năm vừa qua, mặc dù là trễ nhưng vẫn còn không có, và em rất yêu thích cái đài STBN trên chương trình New. Và Diệu Quyên là một người MC rất là có một cái good trong cái tâm của em, thì thấy cô ta tất cả những chương trình của đài SBTN em đều thích và rất được sung sướng khi được bày tỏ cảm tưởng của em với lại chương trình SBTN. Chân thành cảm ơn sự theo dõi của quý vị, xin hẹn lại quý vị trong lần phát hình kỳ tới. Thông báo của cộng đồng người Việt tự do Úc Châu New South Wales về buổi trình diễn văn nghệ có ca nghệ sĩ từ Việt Nam sang vào ngày mùng 1 Tết Giáp Ngọ năm 2014. Kính thưa quý vị lãnh đạo tinh thần các tôn giáo, quý hội đoàn tổ chức, quý cơ quan truyền thông, kính thưa quý đồng hương, thi hành nghị quyết 36, Cộng sản Việt Nam đã và đang tạo điều kiện cho các ca nghệ sĩ từ Việt Nam sang Úc trình diễn tại một số thành phố có đông người Việt tị nạn, nhằm mục đích tuyên truyền cho chế độ Cộng sản Việt Nam và gây chia rẽ, phân hóa, làm suy yếu sức đấu tranh của cộng đồng người Việt hải ngoại. Ý thức điều đó nên trong những năm vừa qua, cộng đồng người Việt tự do Úc Châu luôn đề cao cảnh giác, chống lại âm mưu này của Cộng sản Việt Nam bằng cách kêu gọi đồng hương đề cao cảnh giác và tổ chức biểu tình ở bất cứ nơi đâu có các buổi trình diễn văn nghệ có ca nghệ sĩ từ Việt Nam sang. Sắp tới đây, sẽ có một buổi văn nghệ với nhiều ca sĩ từ Việt Nam sang được tổ chức tại Sydney vào đúng ngày mùng 1 Tết, tức là ngày thứ Sáu, ngày 31 tháng 1 năm 2014. Ban chấp hành nhận định là ngày mùng 1 Tết là ngày linh thiêng của dân tộc, là ngày sum họp của các gia đình theo phong tục của dân tộc chúng ta. Vì vậy, cộng đồng sẽ không tổ chức biểu tình trong ngày này. Ban chấp hành tha thiết kêu gọi quý đồng hương đề cao cảnh giác trước những âm mưu, quỷ kế của Cộng sản Việt Nam và tay sai qua nghị quyết 36. Nhân dịp này, Ban chấp hành xin chân thành cảm tạ tất cả quý vị lãnh đạo tinh thần các tôn giáo, quý hội đoàn, tổ chức, quý cơ quan truyền thông cùng tất cả quý đồng hương đã tích cực hỗ trợ cho ban chấp hành trong thời gian vừa qua. Trước thềm năm mới Giáp Ngọ năm 2014, ban chấp hành xin kính chúc tất cả quý vị một năm mới an khang, nhiều may mắn và thành công. Trân trọng kính chào thay mặt ban chấp hành cộng đồng người Việt tự do Úc Châu New South Wales, tiến sĩ Hà Cao Thắng. Để tiếp tục chương trình, kính mời quý khán giả cùng theo dõi phần phân tích thời sự. Kính chào quý khán thính giả của SBTN Úc Châu. Kính thưa quý vị, trong phần phân tích thời sự ngày hôm nay, Phan Đông Bích xin trình bày cùng quý vị đề tài các nhà tranh đấu vận động cho quyền làm người tự do dân chủ ở Việt Nam và điều trần tại Quốc hội Hoa Kỳ. Kính thưa quý vị, nhân tiến trình kiểm điểm định kỳ phổ quát, tiếng Anh gọi là Universal Periodic Review, gọi tắt là UPR, về tình hình nhân quyền vào ngày 5 tháng 2, 2014 tại Geneva, Thụy Sĩ, liên quan đến những vi phạm nhân quyền của nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam.
Ngày 17 tháng Giêng 2014, đại diện 23 gia đình tù nhân lương tâm gồm thân nhân của luật sư Lê Quốc Quân, Cù Huy Hà Vũ, Đỗ Thị Minh Hạnh và 14 thanh niên công giáo ở Vinh tiếp xúc với các tòa đại sứ, gián đại Úc, Na Uy, Thụy Sĩ ở Hà Nội và đã gửi đến các đại sứ quán trên đây thỉnh nguyện thư gửi đến Liên Hiệp Quốc để vận động sự ủng hộ của các quốc gia này. Thưa quý vị, thỉnh nguyện thư cũng nhắc lại các khuyến cáo trong kiểm điểm định kỳ phổ quát UPR năm 2009, buộc nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam phải trả tự do lập tức cho các tù nhân chính trị đấu tranh bằng phương pháp hòa bình, chấm dứt trấn áp các tiếng nói đối lập, tôn trọng các quyền cơ bản của con người, trong đó có quyền tự do ngôn luận, tự do lập hội. Kính thưa quý vị, trước đây những phái đoàn vận động quyền làm người, tự do dân chủ cho Việt Nam với Quốc hội Hoa Kỳ phần đông đều do các nhà lãnh đạo trong cộng đồng người Việt tại Hoa Kỳ đảm trách. Nhưng vừa qua ngày 16 tháng Giêng 2014, nhóm vận động ra điều trần tại Ủy ban Nhân quyền Tom Lantos của Quốc hội Hoa Kỳ là nhóm đến từ Việt Nam gồm thân nhân các nhà đấu tranh dân chủ và các bloggers nổi tiếng như bà Trần Thị Ngọc Minh, mẹ của cô Đỗ Thị Minh Hạnh, bà Nguyễn Thị Kim Liên, mẹ của Đinh Nguyên Kha, ông Trần Văn Huỳnh, thân phụ của Trần Huỳnh Duy Thức, nhà báo Đoan Trang và sinh viên Nguyễn Anh Tuấn đã đến Hoa Kỳ để vận động dư luận về quyền làm người, tự do dân chủ cho Việt Nam. Kính thưa quý vị, ngày 16 tháng Giêng, bà Trần Thị Ngọc Minh, mẹ của cô Đỗ Thị Minh Hạnh đã có cơ hội trình bày trước Ủy ban Nhân quyền của Quốc hội Mỹ về tình trạng bị vi phạm nhân quyền của nhân dân Việt Nam, của dân oan bị cướp đất, công nhân bị bóc lột sức lao động, của các tù nhân lương tâm và của chính con gái bà là cô Đỗ Thị Minh Hạnh, 28 tuổi. Phẫn uất trước bản án bất công và hành động ngược đãi con gái bà trong nhà giam, bà Trần Thị Ngọc Minh phát biểu: "Tù nhân lương tâm của Việt Nam là những người yêu nước đứng lên chống bất công, bạo quyền. Thay vì lắng nghe nhà nước cầm quyền Cộng sản đàn áp, đánh đập, xử án oan, hành hạ, phân biệt đối xử và dùng mọi biện pháp để đẩy họ vào tù. Cộng sản Việt Nam thường rêu rao lừa dối thế giới rằng Việt Nam không có tù nhân lương tâm hay tù nhân chính trị. Nhưng thực tế trong nước tù nhân lương tâm rất nhiều, họ là những người không hề vi phạm pháp luật. Họ vì lương tâm trách nhiệm với dân tộc tổ quốc mà đứng lên cất tiếng nói để tranh đấu cho nhân quyền và công bằng xã hội. Tù nhân lương tâm và nhân quyền là hai vấn đề liên kết với nhau." Trong cuộc điều trần ngày 16 tháng Giêng, theo lời bà Minh, "Tôi đề nghị Hoa Kỳ và quốc tế bằng vị thế và ảnh hưởng của họ dùng mọi biện pháp áp lực nhà cầm quyền Việt Nam trả tự do cho tất cả các tù nhân lương tâm, nhất là lúc Hoa Kỳ đang thương thảo hiệp ước đối tác xuyên Thái Bình Dương, hay tiếng Anh gọi là Trans-Pacific Partnership, gọi tắt là TPP với Việt Nam. Riêng trường hợp bà Nguyễn Thị Kim Liên, mẹ của ông Đinh Nguyên Kha, chia sẻ với mọi người trong một cuộc họp báo tại California: "Từ một bà mẹ quê vì cứu con mà tôi đã trở thành một blogger và biết dùng cả Facebook. Tôi nhận thấy bây giờ đấu tranh cho dân chủ tự do ở Việt Nam là một sứ mệnh không chỉ giải cứu cho con trai tôi mà còn cứu cho rất nhiều người có cùng cảnh ngộ." Ông Trần Văn Huỳnh là thân phụ của nhà tranh đấu Trần Huỳnh Duy Thức cũng nói rằng ông không còn cảm thấy đơn độc để tranh đấu cho con trai của riêng mình mà phải tiếp tục con đường tranh đấu cho một xã hội dân chủ và công bằng cho Việt Nam. Nhà báo Đoan Trang, người từng gióng lên tiếng nói từ năm 2001 về việc Trung Cộng xâm lăng biển đảo của Việt Nam ở Biển Đông và đã chịu nhiều sách nhiễu trong nghề nghiệp làm báo ở Việt Nam. Trong chính sách xoay trục sang châu Á, Thái Bình Dương, Tổng thống Mỹ Barack Obama xem Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương TPP là ưu tiên số 1, là cơ sở để thiết lập quan hệ vững chắc với châu Á. Tuy nhiên, kế hoạch này đang gặp phải sự phê phán mạnh mẽ ngay trong nội bộ Đảng Dân Chủ, vì nhiều dân biểu quan ngại rằng về quyền lợi của người lao động Việt Nam bị bóc lột, những vi phạm quyền làm người của nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam và nhiều vấn đề khác. Do đó, nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam khó có thể đánh lừa chính phủ và Quốc hội Hoa Kỳ để gia nhập Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương TPP. Kính thưa quý vị, nếu chế độ Cộng sản Việt Nam tiếp tục đàn áp các tiếng nói của người dân đấu tranh cho quyền làm người, tự do, dân chủ, Đảng Cộng sản Việt Nam và nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam tham mô bán nước đang đi ngược lại nguyện vọng của dân chúng, sẽ phải than giã hoặc bị giải thể hay bị lật đổ trong một cuộc tổng nổi dậy của toàn dân Việt Nam. Kính thưa quý khán thính giả của SVTN Úc Châu, tiết mục phân tích thời sự đến đây xin tạm dừng. Phan Đông Bích xin kính chào toàn thể quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong những tiết mục kỳ tới. We'll be right back.
Hà Lý xin kính chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Việt Nam đi về đâu. Kính thưa quý vị, trong chương trình ngày hôm nay, chúng tôi xin kính mời quý vị theo dõi những phần phân tích và nhận định của bình luận gia Đại Dương qua hai chủ đề vô cảm và đồng cảm về Hoàng Sa và tham nhũng tại Việt Nam vẫn hoành hành. Xin kính chào bình luận gia Đại Dương. Chào cô Bằng Lý, kính chào quý vị. Vâng, thưa ông, thưa quý vị, trận hải chiến ác liệt giữa Hải quân Việt Nam Cộng Hòa và Hải quân Trung Cộng tại quần đảo Trường Sa năm 1974 được người Việt trong và ngoài nước tổ chức nhiều buổi lễ tưởng nhớ. 74 chiến sĩ đã hy sinh khi xả thân bảo vệ Tổ quốc. Ông nhận xét như thế nào? Thưa quý vị và thưa cô quản lý, thì chúng ta thấy rõ ràng cái trong việc mà gần như cái sự đồng cảm giữa người Việt với nhau trong nước cũng như là trên thế giới liên quan về vụ hải chiến Hoàng Sa năm 1974 mà bị Đảng Cộng sản dìm, gần như là không để ý tới hoặc là lờ đi một vấn đề lịch sử rất quan trọng. Như vậy thì tại Hà Nội chẳng hạn, có một cuộc tụ tập ở tại vườn hoa Lý Thái Tổ, Hà Nội. Rồi một cái cuộc thứ hai là câu lạc bộ Phaero Nguyễn Văn Bình ở Sài Gòn đã dâng thánh lễ cầu nguyện cho tất cả đồng bào và chiến sĩ bỏ mình để bảo vệ Hoàng Sa năm 1974 và Trường Sa năm 1988. Rồi tổ chức tưởng niệm các tướng sĩ Hoàng Sa tại nhiều nơi trên thế giới đã bộc lộ được cái sự đồng cảm của người Việt đối với hành động chống bọn xâm lăng Trung Cộng. Vì chúng ta còn thấy rằng là một số báo chí, một số tờ báo đúng hơn đã được nhà nước cho phép là moi lại vấn đề này, đưa rất chi tiết về các cái trận đánh ở tại Hoàng Sa năm 1974. Ủy ban Nhân dân huyện đảo Hoàng Sa ở tại Đà Nẵng đã tổ chức nhiều cuộc triển lãm tại các trường đại học ở trong vùng cũng như là tương lai sẽ đi xa các nơi. Trong đó có một phần đặc biệt là tổ chức một buổi thắp nến cho các chiến sĩ hy sinh trong trận hải chiến Hoàng Sa. Về thứ hai thì chúng ta thấy rằng rõ ràng là người Việt ở trong nước cũng như ngoài nước đã nung nấu một ý chí thu hồi lại giang sơn gấm vóc, như là trường hợp gửi thư lên Liên Hợp Quốc đòi Trung Cộng, đòi nghĩa là yêu cầu Liên Hợp Quốc phải đòi Trung Cộng đưa ra có mặt trước tòa án quốc tế và đòi nhà nước Cộng sản Việt Nam phải kiện Trung Cộng ra tòa án quốc tế. Rồi tại cuộc hội thảo ở Đại học Harvard thì người ta cũng đưa ra những vấn đề là cần phải kiện Trung Cộng ra trước tòa án quốc tế. Đó là những vấn đề chúng tôi nhận thấy cái sự đồng cảm của người ở trong nước cũng như ở ngoài nước cũng như quốc tế liên quan về cái chủ đề gọi là cuộc hải chiến Hoàng Sa năm 1974, thưa cô. Vâng, thưa ông, như vậy thì dư luận quốc tế đã phản ứng như thế nào như ngày tưởng niệm trận chiến Hoàng Sa tròn 40 năm, thưa ông? Ở đây chúng ta chú ý đến một cái giải pháp của ông giáo sư Carter, nó của ở tại Úc Châu hiện nay. Đây là một nhân vật luôn luôn quan tâm đến vấn đề tranh chấp ở trên các biển Nam Trung Hoa cũng như biển Đông Trung Hoa. Và như vậy thì ông ta cho rằng Việt Nam nên tổ chức hội thảo về hải chiến Hoàng Sa. Như lúc đầu chúng tôi đã nói là họ không quan tâm gì đến cái chuyện Hoàng Sa, Trường Sa cả. Cho nên bây giờ ông ta nói là cần phải tổ chức hội thảo để nghiên cứu xem cái trận chiến nó như thế nào, diễn ra như thế nào. Và kêu gọi Việt Nam nên đưa cái vấn đề là đưa ra trước tòa án quốc tế. Trong khi đó thì Phiêu Lực Tăng cũng giúp Việt Nam là nên theo gương Phiêu Lực Tăng để đưa vấn đề ra trước tòa án quốc tế. Trong khi đó thì chúng ta thấy được quan điểm của Asian là họ không lên tiếng về vụ Phiêu Lực Tăng kiện Trung Cộng. Bởi vì họ cho đó là một vấn đề riêng rẽ. Thì đó là một cái sai lầm của Asian. Và Bắc Kinh đang thiết lập cái kiểm soát cái gọi là vùng nhận diện phòng không, hay là thiết lập cái gọi là kiểm soát đường lưỡi bò. Thì chúng ta thấy rõ ràng rằng kiểm soát cái lưỡi bò này là một cái điều vi phạm hoàn toàn
đến tập tục hàng hải quốc tế. Nhưng mà các nước ASEAN cũng làm thêm luôn. Đó là những vấn đề mà phản ứng về quốc tế, thưa cô. Vâng, thưa ông, qua thông tin thì cho thấy nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam vẫn tỏ thái độ vô cảm trước sự đồng cảm của người Việt trong và ngoài nước cũng như dư luận quốc tế. Tại sao vậy, thưa ông? Kính thưa quý vị và thưa cô Thị Vạn Lý, rõ ràng rằng phần trước chúng ta đã đề cập và ai cũng thừa nhận đó là một đồng cảm của người Việt đứng trước cái sự xâm lăng thô bạo của Trung Cộng. Nhưng ngược lại thì nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam lại có một thái độ vô cảm hết sức là đáng trách. Thí dụ như là vừa rồi thì cái chỉ thị của trưởng ban tuyên giáo Trung ương Đinh Thuyên và tuyên bố rằng cái nhiệm vụ trong năm 2014 là phải tuyên truyền rộng rãi về cắm mốc biên giới, về biển đảo chẳng hạn. Cho nên dẫn đến cái tình trạng tại sao chúng ta thấy họ cho phép báo chí đưa ra những vấn đề đó ra công luận mà trước đây họ vẫn giấu, cũng như là tại sao mà lại họ có những cái thái độ gần như là không có nhớ gì đến cái công ơn của những người đã bỏ xương máu để bảo vệ tổ quốc tại quần đảo Hoàng Sa. Cái thứ hai chúng ta thấy rằng cái thái độ vô cảm của họ rõ ràng, thí dụ như tại cái vụ lễ tưởng niệm ở tại Hà Nội chẳng hạn, người ta tổ chức ở ngoài trời để vinh danh, để mình nhớ tới những cái người đã hy sinh vì tổ quốc. Nhưng mà ngược lại thì Cộng sản đã phá phách bằng cách là cho mở radio thật là lớn, để loa lớn để làm ác cái tiếng của những người họp, rồi lại cho những cái máy cắt gạch, những cái máy đập đá đến làm rầm trời để phá. Và như vậy cuối cùng họ là chia tách ra và họ giải tán nhóm đó, họ không cho phép làm. Thứ hai, một cái nữa là tập đoàn Hà Nội đã gian trá, bởi vì họ không cho phép thì không bao giờ Ủy ban huyện đảo Hoàng Sa đòi hủy bỏ cái đêm thắp nến đêm 18 tháng 1 cả. Nhưng mà đến giờ chót thì Ủy ban Nhân dân huyện đảo Hoàng Sa đã tuyên bố rằng mình hủy bỏ, bởi vì lý do không phải là cái lệnh cấp trên mà do cái nội bộ chưa sắp xếp được, chưa có đầy đủ chi tiết. Cho nên là đó là những điều ai cũng thấy chỉ là một cái sự dối trá của Đảng Cộng sản mà thôi, thưa cô. Vâng, thưa ông, ông nhận định thế nào nhìn dịp tưởng niệm 40 năm hải chiến Hoàng Sa? Thứ nhất á, thì Việt Nam vẫn sử dụng cái thủ đoạn lừa bịp. Tôi nói thí dụ hai cái cụ thể nhất là khi Võ Văn Kiệt còn tại chức thì nói một câu rằng trong cuộc chiến Việt Nam thì có hàng triệu người vui, cũng có hàng triệu người buồn. Thì chúng ta thấy rằng một số người lại thấy rằng hoan hô, thấy cái đó hay quá. Nhưng mà thưa quý vị, tại sao ông Võ Văn Kiệt lúc đó ông ta là thủ tướng, ông ta có làm cái gì hay không? Thưa quý vị, không. Có làm cái gì cho những người bị bỏ rơi hay không? Câu trả lời là không. Thì đó là một cái lối lừa bịp, chỉ nói thôi. Cũng như nói là Mặt trận Giải phóng là đem lại tự do, đem lại dân chủ, thì điều đó có xảy ra hay không? Thưa quý vị, không. Vì bây giờ rồi đến Nguyễn Tấn Dũng thì nói rằng sẽ làm lễ truy điệu cho những người trong cuộc chiến Hoàng Sa, thì cuối cùng cũng không làm, cũng cấm luôn. Thì như vậy cho nên chúng ta phải lưu ý một điều là tất cả những cán bộ cộng sản càng cao cấp chừng nào càng nói dối chừng đó, và họ chỉ nói thôi nhưng mà họ không làm. Nhưng mà việc đất nước Việt Nam cần làm chứ không phải cần nói như cộng sản, không làm thì trở nên vô ích. Cho nên một cái nữa là Bộ Chính trị đã đẩy trách nhiệm xuống địa phương. Tại vì đó là cái chỗ huyện họ tổ chức chưa xong, chứ không phải đây, là không phải Bộ Chính trị. Nhưng mà ai cũng biết rằng nếu Bộ Chính trị không ra lệnh thì không bao giờ cái anh là Ủy ban Nhân dân huyện Hoàng Sa dám lên tiếng, hoặc là dám bác bỏ, hoặc là dám tổ chức gì cả. Thì điều này chúng ta thấy nữa là họ làm như cái kiểu sửa đổi hiến pháp, là cứ cho anh nói ý kiến đi rồi cuối cùng đảng quyết định. Rõ ràng bây giờ kêu người ta ra tổ chức đầy đủ hết rồi, cuối cùng đảng quyết định là không cho các anh biểu tình nha, không cho các anh tụ tập nha, không cho các anh thắp nến nha. Cuối cùng đó thì có phải là giống như cái kiểu mà 26 triệu ý kiến nói về sửa đổi hiến pháp, không có cái nào lọt vào trong bản hiến pháp hết, thưa quý vị. Và như vậy thì cái thái độ lấp lửng của trí thức xã hội chủ nghĩa, chúng ta thấy những người đã lên trên các đài BBC, lên các cái hệ thống truyền thông lại nói những cái điều như thế này thật là vô lý. Họ chỉ nằm ở trong tháp ngà mà chưa dám dấn thân. Chúng ta điểm mặt cũng không có ai mà dẫn đầu các cái cuộc tổ chức đó cả.
những cái việc đó gọi là của quốc gia, của những người đã hy sinh để bảo vệ đất nước. Tại sao những người đòi đấu tranh đó lại không có xuất hiện, lại để cho người dân tự động mà nhóm sân rồi bị giải tán? Thì rõ ràng đó là một cái hành động tôi cho rằng vô trách nhiệm. Bây giờ thí dụ như ông cựu lãnh sự, cựu tổng lãnh sự Quảng Châu Dương Danh Hy Di, mà trước nay thì người ta nói rằng những cái nhà này cải cách, những nhà chống chính phủ, nhưng mà ông ta nói một câu như thế này: kiện Trung Quốc không có kết quả, lãnh đạo đang chuyển mình, nên khuyên mỗi người làm cho nước giàu giống ảnh. Ông ta nói rằng ai với luật tân nó kiện có ăn thua gì đâu, mà tại sao Việt Nam phải làm mất thì giờ như vậy? Nghĩa là khuyên rằng Việt Nam đừng có nên kiện, để cho khỏi, đừng làm mất lòng ông Trung Quốc, có vậy thôi. Và càng nói rằng khuyến khích mỗi người hãy lo cho làm cho dân giàu nước mạnh, nghĩa là học thì lo học đi, kinh doanh lo kinh doanh đi, không làm ăn cái gì làm ăn đi, đừng có nên một cái cách hiểu ngầm là các ông đừng có chống đối nhà nước có lo rồi, nhà nước đã lo rồi, thì bây giờ các ông làm số dân giàu nước mạnh đi để cho mình có thể chống được Trung Cộng. Thì đó là theo tôi là đó là một vấn đề mà họ muốn người Việt luôn luôn nằm dưới cái sự điều động của Đảng Cộng sản. Thí dụ như ông thư ký tòa soạn báo thư ký tòa soạn báo Thanh Niên Huỳnh Ngọc Chân, chắc chúng ta cũng có nghe danh tiếng nhiều rồi. Thì ông ta nói là tôi tin rằng những ông ở Bộ Chính trị, những ông ở cấp lãnh đạo nhà nước Việt Nam là không ai là không yêu nước. Thưa quý vị có đúng hay không? Hoàn toàn không. Đó là cái loại trí thức xã hội chủ nghĩa ở trong tháp ngà, và tôi gọi đó là cái loại quân xanh. Người Việt hải ngoại chúng ta thì rõ ràng đã thấy bực tức về cái chuyện mà không được những người đã hy sinh vì đất nước không được ghi tên, không được biết tới, thì cho nên thường thường tổ chức các lễ tưởng niệm. Nhưng mà họ chưa biến cái đau thương đó trong cần hải chiến để thành hành động. Thí dụ như bây giờ mất nước rồi, mất đất rồi, mất đạo rồi, có lại lại không, làm sao để lấy lại? Nhưng mà chúng ta chưa vượt qua cái giai đoạn đó, có nghĩa là vẫn còn ở tưởng niệm, vẫn còn tưởng nhớ những hành động đó, mà chưa biến những cái sự tưởng nhớ thành một cái sự thật là chúng ta phải lấy lại Hoàng Sa. Và bằng cách nào? Đó là những điều mà tôi nghĩ rằng người Việt bắt đầu phải thảo luận và bắt đầu phải đi vào hành động, thưa cô. Vâng, xin cảm ơn ông. Kính thưa quý vị, vừa rồi là những phân tích và nhận định của bình luận gia Đại Dương qua chủ đề Vô cảm và đồng cảm về Hoàng Sa. Chúng tôi xin kính mời quý vị đón xem Tham nhũng tại Việt Nam vẫn hoành hành trong phần 2 của chương trình Sau phần thông tin thương mại. Kính mời quý vị đón xem. Xin cảm ơn quý vị đã đón xem phần tiếp nối của chương trình Việt Nam DVDO để tìm hiểu tại sao tham nhũng tại Việt Nam vẫn hoành hành. Vâng, thưa quý vị, mấy tháng qua, Cộng sản Việt Nam đã xử 3 vụ đại án với những bản án tử hình vì đục khoét ngân sách nhà nước. Vâng, thưa ông, tại sao cán bộ có thể gây án dễ dàng như vậy, thưa ông? Kính thưa quý vị và thưa cô quản lý, chúng ta thấy điều này một cách rõ ràng là do Đảng Cộng sản độc quyền. Họ đã độc quyền rồi thì tức là họ không cần nghe ý kiến đối lập. Và trong khi đó thì họ chỉ hành động vì cái lợi ích của đảng mà thôi. Lợi ích của đảng có nghĩa là lợi ích cho cá nhân của mỗi đảng viên, nhất đặc biệt đối với các đảng viên cao cấp. Thì cho nên họ tìm cách bao che lẫn nhau. Cái chuyện nào mà họ muốn đưa ra thì có chuyện là có xét xử. Mà những cái chuyện họ muốn giấu thì cũng không có ai biết, không ai làm gì được họ. Cho nên cái trong đó, cái sự trong cái phần lãnh đạo về liên quan đến hành pháp, tư pháp, lập pháp, nó không có phân quyền rõ rệt. Do đó họ không có cạnh tranh, nghĩa là không có ai cạnh tranh với Đảng Cộng sản, cũng không có ai, một cá nhân nào cạnh tranh với là một đảng viên cao cấp cả. Như thế thì không có tinh thần cạnh tranh trong xã hội, mà chúng ta đều biết rằng không có cái tinh thần cạnh tranh thì gần như là không có tiến bộ trong xã hội. Và như thế trong Đảng Cộng sản họ chỉ câu kết với nhau chứ không có cạnh tranh, nghĩa là câu kết chia chác. Tôi nói thí dụ như cái vụ xét xử chẳng hạn, thì trong đó là anh có tham nhũng hay không? Việc anh tham nhũng hay không không phải do cái hành động tham nhũng mà do đảng quyết định anh có tham nhũng hay không. Mà nếu đảng quyết định không tham nhũng thì câu chuyện nó coi như chìm xuồng. Đó là một cái lẽ chứng. Thứ hai là luật pháp của Việt Nam hiện nay, và mặc dù đã bị chỉ trích, quốc tế chỉ trích rất là nhiều, nhưng mà vẫn còn để nhiều kẽ hở. Tại sao có kẽ hở? Chỉ những cán bộ nào soạn thảo hiến pháp, soạn thảo tất cả các tài liệu liên quan đến vấn đề
kinh tế, xã hội, chính trị đều có một cái ý điểm là làm thế nào để cho cái luật pháp mơ hồ mình có thể lắp vào đó để mà mình hưởng lợi. Do đó cho nên tại sao mà người ta nói kẽ hở mà không bao giờ biết được cái kẽ hở, lý do là họ cố tình như vậy để cho có kẽ hở, cho nên bạn bè của họ, bản thân họ có thể lấy đó mà lãnh được. Tôi nói thí dụ cụ thể nào, bây giờ một cái công ty của một ông cán bộ bây giờ cho phép mở công ty, ông mở một cái công ty, cái công ty đó mà làm thế nào cái địa vị của ông, cái chỗ làm của ông á có thể ảnh hưởng đến, có thể làm lợi cho công ty thì ông làm, mà khi chỗ đó không còn nữa thì ông dẹp cái công ty. Như vậy đó là một cái điều nguy hiểm hết sức. Và không có bộ phận giám sát độc lập, chúng ta đã thấy tại Việt Nam này nói là dân biết, dân nghe, dân bàn gì đó, đủ thứ hết, dân giám sát. Nhưng mà làm sao giám sát? Ông có giám sát được hay không? Câu trả lời là không. Một cái thí dụ cụ thể, như cái vụ xét xử mới đây, Dương Chí Dũng nói rằng bây giờ là có ông Phạm Quý Mọ rồi, ông tướng đó là nhận nửa triệu đô la để cho thông báo tin là ông Dương Chí Dũng sắp bị bắt cho nên chạy trốn đi. Điều đó còn đang điều tra. Nhưng chúng ta thấy rõ ràng báo chí không dám đề tên, có một vài tờ được cùng người tên gọi là một cái tên gì đó, một ông nào đó thôi. Và cũng như trường hợp này, dẫn lại trường hợp chúng ta thấy như ông Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Trung Việt Nam là ông Nguyễn Phú Trọng thì nói là đồng chí X, mà không dám nói rằng ông Thủ tướng Nguyễn Tân Dũng. Thì chúng ta thấy đó là một cái lối bao che, thưa cô. Vâng, thưa ông, thưa quý vị, Việt Nam có nhiều cơ quan thanh tra các cấp, hệ thống kiểm tra chéo trong ngành ngân hàng, mà phó phòng Huỳnh Thị Huyền Như của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương chỉ trong vòng một năm rưỡi đã chiếm đoạt được 190 triệu Mỹ Kim. Vì sao vậy thưa ông? Cái chuyện mà hối mại quyền thế hoặc là tham nhũng nó cũng là chuyện bình thường, có thể là xảy ra nhiều nơi. Nhưng mà rõ ràng là đây nó lộ liễu quá đi. Bởi vì cái khả năng quản trị hạn chế của các viên chức cao cấp trong Đảng Cộng sản, thì chúng ta nói đây thì rõ ràng những người này mà làm ở trong các chức vụ đều là đảng viên Cộng sản cả, họ đưa ra làm. Và như vậy tức là cái ngoài cái chuyện nghĩa là kém cái khả năng quản trị ra, thầy còn có thiếu tinh thần chức nghiệp, nghĩa là cái chức nghiệp đó không cho phép anh làm điều này, hay là gọi là đạo đức chức nghiệp chẳng hạn, đạo đức nghề nghiệp, thì rõ ràng họ không có cái điều đó. Nghĩa là làm sao kiếm được tiền thôi, còn cái chuyện không có đạo đức ở trong đó, đây là một vấn đề. Vấn đề thứ hai, chúng ta thấy rằng hệ thống tham nhũng trong quần máy nhà nước nó trở thành cái hệ thống, nó không phải từng cá nhân. Có thể rằng ở ngoại quốc chúng ta có thể thấy tham nhũng ông A, ông B, ông ấy chịu trách nhiệm, nhưng đây cả một cái hệ thống, cả một cái quần máy của họ làm. Do nên rằng bây giờ người ta chưa biết rằng ai đứng đằng sau của cái người đàn bà này, trong khi cái nhóm người đàn bà gồm ít nhất có 32 người đang bị đưa ra tòa. Nhưng mà liệu còn những ai nữa cao hơn, thấp hơn, liên hệ không? Chắc chắn thưa quý vị có. Bởi vì hệ tham nhũng là một cái hệ thống trong quần máy Việt Nam hiện nay, chứ không phải là từng cá nhân, thưa cô. Vâng, thưa ông, khi nói đến vụ Vinalize thì Tổng Giám đốc Dương Chí Dũng đã mua một ủng nổi phế thải giá 2,3 triệu Mỹ Kim, nhưng khai báo là 9 triệu Mỹ Kim mà vẫn trót lọt. Tại sao vậy thưa ông? Điều này chúng ta thấy rõ ràng ông Dương Chí Dũng chỉ là con dê tế thần thôi. Bởi vì bây giờ Đảng Cộng sản Việt Nam đã đưa ra tới 10 cái vụ đại án sẽ xét xử. Bây giờ là bữa nay là tới vụ án thứ 3 rồi. Thì nhìn đi lại thì ai đưa ông Dương Tân Dũng lên thì cũng là đảng viên, cũng là Bộ Chính trị đưa lên thôi. Không phải Dương Chí Dũng tự nhiên lên ngồi chức vụ đó mà không được cái sự chấp thuận của Bộ Chính trị. Thì như vậy thì bây giờ ông này bị tố cáo nhiều quá, lộ liễu quá, bây giờ cần phải diệt ông này, thế là đưa ra làm dê tế thần mà thôi. Và bây giờ Dương Chí Dũng đang bị kết án tử hình. Thì như vậy thì ai đã thông qua cái dự án mà cô Huỳnh nói? Không phải là người tay chân của Dương Chí Dũng, bởi vì cái cấp cao hơn. Thì tại sao cái cấp cao hơn không thấy? Rồi ai sẽ nghiệm thu? Vì cái tàu đó về thì cứ đem gọi là nghiệm thu,
tức là xem xét như thế này. Tại sao họ không biết được cái tàu đó chỉ là một cái tàu phế thải, họ không biết được và họ không biết giá trị nó bao nhiêu. Thí dụ như nói cái tàu đó bán, thì nếu họ có thể truy tầm, họ biết rằng cái giá đó không phải là 9 triệu Mỹ Kim mà chỉ có 2.3 triệu thôi. Họ thừa sức làm, nhưng tại sao họ không biết? Bởi vì họ đã cấu kết với nhau rồi để mà cùng chia chác với nhau, thưa cô. Và vấn đề tái cấu trúc doanh nghiệp thì bây giờ là chậm. Nói hoài, mấy năm nay chỉ có mấy chục cái doanh nghiệp bị tái cấu trúc mà người ta không biết rằng đến chừng nào mới xong nữa. Bây giờ như vậy thì cái chính sách của Việt Nam hiện nay là gì? Tức là thay cán bộ, chứ không phải là không thay cái cách điều hành hoặc cái cách quản trị. Như vậy thì những ông cán bộ nào chưa phát hiện tham nhũng là chưa bị tham nhũng thôi. Chứ người ta, dân thường người ta biết ông nào cũng tham nhũng cả. Nhưng mà ông chưa đưa ra thì ông chưa tham nhũng. Nhưng mà nếu đưa ra thì ông trở thành tham nhũng. Đó là một cái câu chuyện, nó nghe nó buồn cười nhưng mà thực tế đã xảy ra, là tại Việt Nam tất cả cán bộ đều tham nhũng. Nhưng mà ai đưa ra tòa án thì mới gọi người đó tham nhũng, còn chưa thì chưa. Cho nên xem những cái bản điều tra của trong nước mà do nhà nước đưa ra thì hoàn toàn cái cán bộ tham nhũng nó chỉ tép riêu thôi, nhỏ lắm, không có đáng gì đâu. Nhưng mà cái mặt chìm rõ ràng là một cái tảng băng rất lớn, trong đó tham nhũng khắp mọi nơi mọi ngành và không từ bất cứ một cái địa vị nào cả, thưa cô. Vâng, thưa ông Dương Trí Dũng, trong vài nhân chứng vụ sự, Phó Giám đốc Công an Hải Phòng Dương Tự Trọng khai trước tòa đã lo lót cho Thứ trưởng Công an Phạm Quý Ngọ nửa triệu Mỹ Kim về tin sắp bị bắt. Theo ông, tình trạng tham nhũng tại Việt Nam có giảm không? Ở trên chúng ta đã nói rõ ràng là nếu Bộ Chính trị không đồng ý thì không bao giờ cái việc đã lộ ra cả. Và bây giờ Bộ Chính trị quyết định là diệt ông Dương Tân Dũng, Dương Chí Dũng này để chứng tỏ rằng cái bộ chính trị giờ đã cương quyết hơn. Thì rõ ràng ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng được cử làm, được thay thế Thủ tướng Nguyễn Tân Dũng để điều hành về cái việc chống tham nhũng. Như vậy thì phải có một cái gì chứ, phải có một cái gì để chứng tỏ rằng tôi làm. Và như vậy cho nên họ tiết lộ ra để tìm cách bắt ông Phạm Quý Ngọ, thưa cô. Và đó là cái chuyện đương nhiên, và họ sẽ bắt. Như vậy thì cái việc câu hỏi là có giảm hay không, thưa cô, tôi cho rằng không thể nào mà giảm được. Vì sao vậy? Vì từ trước thì Đảng Cộng sản cũng đã nói rằng báo chí là cái cơ quan mà phát hiện tham nhũng nhiều nhất, chứ không phải là cơ quan, không phải là các cơ quan kiểm toán hoặc là thanh tra nhà nước. Thì như vậy tại sao không cho phép họ nữa? Tại sao họ bị kiểm duyệt? Tại sao một số người phóng viên lại bị bỏ tù vì lý do là làm tố cáo tham nhũng chẳng hạn? Thì như vậy cái việc kiểm soát cái báo chí một cách chặt chẽ hiện nay thì nó triệt tiêu cái kênh giám sát rồi, kênh giám sát về tham nhũng không có. Chúng ta nhớ rằng vụ án Đông Tây, xa lộ Đông Tây chẳng hạn, và năm trước đã, cũng như vụ in tiền polymer do Nhật và Úc phanh phui, chứ không phải là tại Việt Nam phanh phui những vụ án động trời như vậy mà ngoại quốc phanh phui rồi Việt Nam mới đem ra xét xử, chứ không phải là Việt Nam khám phá ra. Vì nhà nước thì toàn quyền trừng phạt. Bây giờ khi mà đã bắt người nào tham nhũng rồi, tố cáo người tham nhũng đưa ra, là nhà nước có toàn quyền xử phạt, là muốn phạt bao nhiêu tùy thích. Chứ hoàn toàn không có điều đó, không có chứng tỏ rằng do một cái hệ thống tư pháp độc lập để mà xét xử đúng tội, đúng với là cái hình phạt đưa ra như vậy. Và cái thứ ba nữa mà không thể nào chống tham nhũng được là cái việc kê khai tài sản rất là hình thức. Ví dụ kê khai tài sản cán bộ thì không ai được quyền biết tới cái điều đó. Cái kê khai là ông đã báo với cơ quan đảng ủy và đảng ủy xếp thành hồ sơ. Còn người dân không có biết. Nếu mà người dân không biết thì làm sao? Còn các ông giấu hồ sơ với nhau thì ông tố cáo tôi thì tôi tố cáo lại ông. Lại cuối cùng là không có đi tới đâu. Không biết rằng cái số tiền tài sản bao nhiêu và tự nhiên từ đâu nó đến. Thì tất nhiên là không thể nào chống tham nhũng được.
Đó là một vấn đề mà cho tới giờ phút này Đảng Cộng sản cũng không thay đổi. Có nghĩa là vẫn cấm mọi người biết được cái tài sản của gọi là của mỗi đảng viên chẳng hạn. Cho nên, thưa cô, nói tóm lại một câu là dù cho muốn chống thế nào, muốn hô hào thế nào để mà chống tham nhũng, nhưng nếu còn Đảng Cộng sản độc quyền thì câu chuyện chống tham nhũng nó chỉ là cái chuyện đầu môi chót lưỡi, cái chuyện đã làm cho xã hội an tâm rằng đảng có làm việc, chứ thực sự là không bao giờ chặt đứt được những cái vòi như con bạch tuộc ở trong cái hệ thống nhà nước. Cho nên tham nhũng vẫn là một bài học, vẫn còn một bài toán mà theo tôi không có đáp số tại Việt Nam, thưa cô. Vâng, xin cảm ơn ông. Kính thưa quý vị, vừa rồi là những phân tích và nhận định của biên tập gia Đại Dương về tại sao tham nhũng tại Việt Nam vẫn hoành hành. Cũng đã kết thúc chương trình Việt Nam đi về đâu. Cảm ơn quý vị đã theo dõi. Chúng tôi trân trọng kính chào. Nam Hương xin kính chào quý vị khán giả của đài SBTN. Kính thưa quý vị, để tưởng nhớ 74 chiến sĩ đã hy sinh tại Hoàng Sa, gia đình Hải quân Hàng hải Việt Nam Cộng hòa New South Wales đã tổ chức lễ truy điệu tử sĩ Hoàng Sa tại Trung tâm Văn hóa và Sinh hoạt Cộng đồng Người Việt Tự do New South Wales vào ngày 19 tháng 1 năm 2014. Tham dự buổi lễ, chúng tôi nhận thấy có sự hiện diện của cựu ban chấp hành và tân ban chấp hành Cộng đồng Người Việt Tự do New South Wales, nghị viên thành phố Bengthal và Fairfield, các đài truyền hình truyền thanh, đại diện các đoàn thể trong cộng đồng cùng quý đồng hương tham dự thật đông đảo. Buổi lễ được bắt đầu bằng nghi thức rước quốc quân kỳ và chào cờ thật trang nghiêm. Chương trình được tiếp nối với bài hợp ca Ngụy Văn Thà của nhạc sĩ Nguyễn Canh Tân đã làm bùi ngùi xúc động cho tất cả mọi người tham dự buổi lễ. Đặc biệt năm nay kỷ niệm 40 năm Hải chiến Hoàng Sa, có các em hậu duệ cùng tham dự buổi lễ. Các em phụ trách nghi thức thắp nến và dâng hương lên bàn thờ các chiến sĩ để tỏ lòng kính nhớ, tiếc thương và vinh danh các chiến sĩ đã hy sinh vì Tổ quốc. Một em đã phát biểu như sau, xin mời quý vị theo dõi. Thì con là đúng là con là người giáo viên, con là dạy em là lịch sử với anh văn á, thì cũng có always giống là very interested cho nó tới chiến tranh Việt Nam á, cái đảo Hoàng Sa với Trường Sa á, thì cũng có nghe sơ qua thôi. Con không biết nhiều gì mấy, nhưng mà từ từ á, giống là cha hoặc ông nội con có báo nói con là, thì con tới đây con thấy là con cái understanding của con á, nó rất là rõ hơn, thấy là thấy mấy người trên cái bàn thờ á, thì mấy người đã hy sinh cho nước, bảo vệ cái nước Việt Nam của mình. Đánh dấu như là một ngày lịch sử, kỷ niệm lịch sử những anh hùng đã có công giữ nước. Đối với người dân Việt Nam hiện nay, họ có cảm tưởng là bọn Cộng sản Việt Nam là những quan thái thú do bọn Trung Cộng để đặt để cai trị nước Việt Nam. Phụ giúp bà quả phụ Hà Điều Nguyễn Văn Hà, chúng tôi đã thu được 2.872 đồng. Chúng tôi Nam Hương tường trình từ Sydney xin kính chào quý vị khán giả. Phan Đại Nam kính chào quý khán thính giả. Kính thưa quý vị, trong tinh thần kỷ niệm 40 năm ngày Trung Cộng cưỡng chiếm đảo Hoàng Sa, hưởng ứng lời kêu gọi của Liên ủy ban phối hợp chống Cộng sản và Tay Sai, trong đó có Cộng đồng Người Việt Quốc gia Napoli, Liên hội Cựu chiến sĩ và các hội đoàn, đoàn thể tổ chức. Một cuộc biểu tình trước Tòa lãnh sự Trung Cộng tại thành phố Los Angeles đã được tổ chức vào lúc 9 giờ sáng thứ Sáu 17 tháng 1 năm 2014. Với sự tham dự đông đảo của các vị lãnh đạo tinh thần tôn giáo, các vị dân cử địa phương và đồng hương Nam Cali.
Sau nghi thức chào cờ làm lễ xuất phát tại bãi đậu xe của Hội Đình Hùng Hải Ngoại trên đường Magnolia, thành phố Westminster, miền Nam Cali, ông Phan Kỳ Nhân, trưởng ban tổ chức, đã nói mục đích cuộc biểu tình. Khác hơn các cuộc biểu tình về trước. Vì sao? Vì trong thời điểm này, phải nói là cuộc biểu tình lịch sử. Nhằm mục tiêu thứ nhất, chúng ta xác định lại cho toàn thể thế giới thấy rằng, biết rằng Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam chúng ta. Cái thứ hai, chúng ta phản đối đã đảo Trung Cộng vì thái độ bành trướng của Trung Cộng, cái mộng bá quyền trên thế giới mà điển hình chúng muốn biết Biển Đông thành cái ao nhà của chúng. Do đó cuộc biểu tình này mang hai ý nghĩa rất trọng đại. Và cái điều thứ ba, ngay ngày hôm nay ở trong nước cũng có những cuộc biểu tình để phản đối Trung Cộng, và cuộc biểu tình của chúng ta ở hải ngoại tác động tinh thần và đánh thức tỉnh những người lơ là như vận mệnh của đất nước, và cũng là những liều thuốc bổ để khích lệ cho toàn dân trong nước để hăng say và cương quyết bảo vệ lãnh đạo lãnh thổ của tiền nhân để lại. Đó là việc làm hết sức cần thiết và về thời điểm là hết sức quan trọng. Chúng tôi rất cảm ơn sự hiện diện của toàn thể đồng hương. Chúng ta sống trong đất nước thượng tôn pháp luật, do đó chúng ta biểu tình trong cái quyền hạn của một công dân Hoa Kỳ, chúng ta phải tôn trọng những điều luật lệ của đất nước Hoa Kỳ cho một người công dân. Chúng tôi một lần nữa xin cảm ơn, và đồng hương nào đi xe nào thì khi về cũng về xe đó và phải rất là trật tự, và chúng ta cương quyết nhưng mà trong luật pháp của Hoa Kỳ. Xin cảm ơn toàn thể quý vị. Kế đến, mọi người đã lần lượt lên 5 chiếc xe bus do luật sư Nguyễn Hằng Dũng bảo trợ 4 xe và ông Mai Hữu An, chủ nhân phở Pasteur Hiền Vương bảo trợ 1 xe. Và sau 1 giờ đồng hồ, đồng hương đã có mặt trước tòa lãnh sự Trung Cộng tại thành phố Los Angeles. Tại nơi đây, chúng tôi đã có dịp nói chuyện với ông Phan Tấn Ngưu, một thành viên trong ban tổ chức, và ông cho biết. Trước đây, anh em của chúng tôi có kêu gọi tất cả mọi đồng hương ở hải ngoại cũng như tất cả các hội đoàn hãy làm sao cho ngày Hoàng Sa càng ngày càng có ý nghĩa hơn, nó trở thành một phong trào của toàn dân nổi lên cứu nước, chứ không còn là vấn đề tổ chức của như hội hải quân trước đây nữa. Cái điều đó là chính anh em liên hội chúng tôi đã phát động và được sự hưởng ứng gần như đồng bào khắp nơi trên thế giới, đặc biệt nhất là các cộng đồng. Do đó ngày hôm nay, cái ngày 17 Tây hôm nay là cái ngày để biểu tình trước tòa tổng lãnh sự Trung Cộng ở tại Los Angeles đây, chỉ là một trong những chuỗi sinh hoạt mà chúng tôi ở vùng Nam Cali đã tổ chức. Như thưa quý vị, ngày mai, ngày 18 chúng tôi có hai cái buổi hội thảo với nhau. Thứ nhất là của Hội Quảng Nam Đà Nẵng tổ chức tại đài về VHN từ 2 giờ cho tới 5 giờ. Và buổi chiều hôm đó là khoảng 7 giờ cho tới khoảng 11 giờ đêm là buổi tâm tình giữa các thế hệ do Cộng đồng Người Việt Quốc gia Nam Cali tổ chức. Và đặc biệt thêm nữa, cái ngày không thể thiếu là cái ngày tưởng niệm Hoàng Sa do Hội Hải quân và Liên hội của Chiến sĩ tổ chức tại Tượng đài Chiến sĩ Việt Mỹ vào 11 giờ trưa ngày 19 tháng Giêng. Năm nay cũng rất đúng cái thời điểm, đúng vào ngày 19 tháng Giêng là cái ngày mà 474 anh em trong cuộc chiến Hoàng Sa đã hy sinh tại trước kia. Thưa anh ạ. Thưa ông, với cuộc chiến Hoàng Sa cách đây đã đúng 40 năm thì hiện tại bây giờ đó, không riêng tại hải ngoại chúng ta rầm rộ chúng ta tưởng niệm và chúng ta ghi nhớ cái ngày đau buồn này, riêng tại Việt Nam thì chúng tôi thấy gần đây có một số ít bài báo của chính quyền Cộng sản cũng đã lên tiếng về vấn đề này, cũng như họ cũng đã có một số ít cuộc gặp gỡ những thân nhân của những binh sĩ đã tử trận trong cuộc chiến Hoàng Sa. Thông qua cái dấu hiệu đó thì ông có sự suy nghĩ như thế nào thưa ông? Đối với anh em chúng tôi, điều đầu tiên chúng tôi đều có hỏi việc gì sẽ xảy ra đây. Khi mà thấy những hiện tượng là từ lâu nay 38 năm mới thấy họ đã làm những việc này. Đầu tiên hết là tôi thấy rằng đó là cái tinh thần yêu nước, mà đặc biệt nhất là giới trẻ trong nước. Nó không thể là nó quên được sự hy sinh của những người đang đấu tranh cho tổ quốc, bảo vệ tổ quốc 40 năm trước.
chính chỗ đó là chỗ mà tuổi trẻ muốn mượn ngày Hoàng Sa để kêu gọi toàn dân trong nước để bảo vệ tổ quốc, tức là đánh đuổi tụi Trung Cộng. Đó là một trong những cái lý do. Cái điều thứ hai nữa, có thể bên trong đó có những điều mà đôi khi với cách suy nghĩ của chúng tôi cảm thấy rằng chưa có thể nói thật sự những cái điều mà tôi suy nghĩ, mà hy vọng ngày gần đây nó sẽ trả lời cho chúng ta tại sao hai ba tổ chức trong nước nó cùng lấy ngay Hoàng Sa, cũng như là nó để tổ chức để mà làm những việc mà trợ giúp cho những gia đình của những chiến sĩ mình đã hy sinh. Tôi luôn bây giờ cái có lẽ nó hơi không biết có méo mó hay không, nhưng tôi thật sự anh Nam là tôi hỏi việc gì sẽ xảy ra nữa đây. Đó là câu hỏi mà chúng ta phải tìm hiểu. Có những vấn đề mà chúng ta cần phải đặt câu hỏi, nhưng riêng với những giới trẻ trong Việt Nam, họ đã có một cuộc gây quỹ để mà đóng góp, và đồng thời họ tới và thăm và an ủi những thân nhân của những gia đình các chiến sĩ Hải quân Hoàng Sa những ngày trước. Thưa ông, cái đó là ông thấy một cái dấu hiệu gì nơi những người trẻ Việt Nam? Từ lâu rồi, chúng tôi đều có những dịp để tôi trả lời tất cả mọi người. Đất nước tương lai là do nơi thế hệ trẻ làm nên. Thế hệ chúng tôi chỉ đóng cái vai trò rất là hữu hợi, tôi nói thật tình như vậy. Nhưng mà giới trẻ sẽ làm nên, bởi vì lịch sử đã chứng minh điều đó. Thì hiện nay giới trẻ nó lấy đó là một cái nguồn cảm hứng của công việc bảo vệ tổ quốc Việt Nam mà chính giới trẻ đã làm và đã bị bắt, mà hiện nay con số các em vẫn còn đang bị nhốt. Như trường hợp anh thấy như Nguyên Kha, vì một bài hát thôi mà hiện giờ còn đang ở tù. Thì tôi nghĩ rằng đó là một cái điều mà chúng ta cần phải suy nghĩ cho chín chắn đối với việc này. Bởi vì không thể nào một đứa đứng ra nó quyên tiền để trợ giúp cho đầu này nó cần như công khai, còn một đứa vì một bài hát mà phải bị ở tù. Tôi cảm thấy đó là điều không thể chấp nhận được cái hành xử của bọn cộng sản như vậy. Kính thưa quý khán giả, chúng tôi đang đứng trước tòa lãnh sự của Trung Cộng, và quý vị có thể nhìn thấy những cái biểu ngữ của Hội Pháp Luân Công. Họ có những lời lẽ để phản đối chính quyền Trung Cộng. Và cách đây vài ngày thì trong Việt Nam, tại Hà Nội, cũng có một số hội viên của Hội Pháp Luân Công đã giăng những cái biểu ngữ kết án là ngay chính Hồ Chí Minh và Đảng Cộng sản là tội đồ của dân tộc. Thưa ông có nghĩ như thế nào mà tại sao người ta có hành động can đảm như vậy thưa ông? Theo tôi chỉ có một cái ý nghĩ mà gọi là đơn giản nhất. Đã tới lúc người dân có thể dám làm và chịu chấp nhận hy sinh. Bởi vì đa số các em là tuổi trẻ, như những vị anh hùng của mình trước kia cũng từ tuổi trẻ mà làm nên. Thì tôi nghĩ rằng có thể đất nước mình đã tới lúc phải có một sự thay đổi. Lúc này mọi người đã tới đông đủ và những câu khẩu hiệu chống Việt Cộng và Trung Cộng đã vang lên, gây sự chú ý cho cư dân trong vùng. All right.
Và cảm nghĩ của ông Võ Khôi, dù đi lại khó khăn nhưng vẫn cố gắng có mặt trong cuộc biểu tình. Chúng ta phải làm sao chống cái bọn cộng sản theo đuôi cái bọn Trung Quốc. Sở dĩ cái bọn cộng sản nước nhà nó không học tập được cái lịch sử của Việt Nam, 1000 năm đánh giặc Tàu, 1000 năm đuổi giặc Tàu. Tất cả cộng sản lý lịch của chúng ta là tất cả nhà lãnh đạo Việt Nam từ Đinh Lê Hồng Lý đã đến với lại dân tộc Việt Nam đã đuổi quân Tàu đi. Thì ngày hôm nay cộng sản ở đây cũng nó không học chứ nó tự ở trong ngân bắt bó là của Hồ Chí Minh đó, dẫn nó ra nó không học, nó chỉ học cái lớp 3, nó chưa học qua cái lịch sử của Việt Nam. Nó không biết bây giờ nó là dẫn cộng sản vô chiếm rồi, muốn chiếm đất, liếm rằng cái đất nước Việt Nam chúng ta. Tất cả cộng sản Tàu là thầy của cộng sản Việt Nam. Bọn cộng sản Việt Nam nên nhớ lại lịch sử và tìm lấy lịch sử mà chống lại giặc Tàu cùng với dân tộc Việt Nam đuổi giặc Tàu đến lần thứ hai, lần thứ ba. Kính thưa quý khán giả, chúng tôi xin tạm ngưng nơi đây và sẽ trở lại ngay sau phần thông tin thương mại. Kính mời quý vị tiếp tục theo dõi phóng sự cuộc biểu tình nhân kỷ niệm 40 năm Hoàng Sa trước tòa lãnh sự Trung Cộng tại thành phố Los Angeles. Và chị Xuân cho biết cảm nghĩ khi tham dự. Cái cảm nghĩ của tôi trong cái cuộc biểu tình hôm nay là sự phẫn nộ. Và phải nói rằng là cái khí thế dân tộc cũng như là cái tinh thần của 72 tử sĩ Hoàng Sa nó quặn trong con người của tôi. Và bởi vì tôi là một thành viên trong gia đình Hải quân Hàng Hải New South Wales ở Úc Châu, là bởi vì anh của tôi là sĩ quan Hải quân. Cho nên trong cái 40 năm trước thì cái trận chiến Hoàng Sa mà HQ-10 đã tử nạn, thì tôi cho một cái sự hy sinh của tất cả các anh là một cái nỗi đau chung của dân tộc, và nó nói lên cho chúng ta thấy rằng là cái thảm họa của Tàu Cộng luôn luôn là một cái nỗi ám ảnh lớn của dân tộc Việt Nam. Và vì vậy, ngày nào mà chúng ta còn làm người và còn sống thì chúng ta không thể nào quên cái hận thù này. Tôi chị từ New South Wales bên Úc. Thưa anh, trước đây thì tôi sống ở Úc nhưng mà bây giờ thì tôi sống ở đây. Tuy nhiên là trong lòng tôi bao giờ tôi cũng là một hậu duệ của Hải quân Việt Nam. Dạ, thưa chị, những thân nhân của chị trong thời gian nhau chết năm 75 Hải quân mà phục vụ ở đâu thưa chị? Thưa anh, là tôi có một người anh, thì anh tôi phục vụ ở, anh tôi học ở khóa sĩ quan Hải quân khóa 24 Sông Ngư. Và vì vậy anh, cái thời gian mà anh tôi làm việc và đi trên tất cả chiến hạm thì lúc đó là tôi còn đi học. Và vâng thưa anh. Thưa chị, trước năm 75 thì chị thấy những cái cuộc chiến mà những người lính chính Việt Nam Cộng Hòa đã chiến đấu để giữ gìn cái sự độc lập tự do cho miền Nam, thì ngày hôm nay là một người phụ nữ thì chị cảm nhận được gì với những cái sự hy sinh của người lính Việt Nam Cộng Hòa thưa chị? Thưa anh, đối với tôi thì nó vô bờ bến. Và đối với tôi rằng ngày hôm nay cho dù mình có làm gì đi nữa thì mình cũng đã mất nước. Nói theo cái nghĩa là cái thân thể của đất nước Việt Nam Cộng Hòa của mình đã rơi vào tay của Cộng sản. Và mỗi ngày thì chúng ta nhìn thấy là cái mảnh đất của Việt Nam mình mỗi ngày một nhỏ lại. Bởi vì Việt Cộng sản Việt Nam đã dâng mỗi ngày một nhiều cho Cộng sản. Và tôi thấy rằng là nếu còn là người, nếu là một người mà tị nạn và một người quốc gia, thì chúng ta phải lấy cái hận thù dân tộc. Hận thù dân tộc là gì? Là một ngày nào trong nước không còn tự do, dân chủ và nhân quyền, thì ngày đó người Việt của chúng ta ở khắp nơi trên thế giới, không kể là ở trong nước, chúng ta phải đứng lên để mà lật đổ Cộng sản, thì may ra chúng ta mới giữ được đất nước. Nhạc sĩ Xuân Điểm cho biết suy nghĩ của ông nhân kỷ niệm 40 năm Hoàng Sa bị cưỡng đoạt. Dạ, kính thưa quý vị, nếu mà lùi lại 40 năm trước thì chúng ta vì đã mất Hoàng Sa và Trường Sa. Lúc đó là người đại diện dưới lá cờ đỏ sao vàng là Phạm Văn Đồng đã ký một cái công hàm xác nhận Hoàng Sa và Trường Sa là của Trung Quốc. Cái sự việc đó đã xảy đến trong tay Việt Nam Cộng Hòa. Trung Quốc đã xua quân chiếm hòn đảo Trường Sa và
của chúng ta. Gần 60.000 chiến sĩ hải quân đã hy sinh vì bảo vệ đất nước, hy sinh dưới lá cờ vàng ba sọc đỏ. Như vậy, hai lá cờ, một lá cờ vàng ba sọc đỏ và lá cờ đỏ sao vàng, lá cờ nào là lá cờ bán nước, chúng ta đã thôi rồi. Ngày nay cái sự bán nước đó đã quá rõ ràng, đó đã bằng chứng là trong nước đã bắt những trẻ, những người trẻ, những người yêu nước bỏ tù để họ binh vực cái đảng cộng sản Trung Quốc. Đảng cộng sản Việt Nam đã binh vực đảng cộng sản Trung Quốc. Như vậy là đảng cộng sản Việt Nam là kẻ bán nước, lá cờ đỏ sao vàng là lá cờ bán nước, cả lá cờ vàng ba sọc đỏ là lá cờ cứu nước. Chúng ta đã thấy hôm nay chúng tôi tập hợp ở đây với tất cả mọi người, chúng tôi không ngờ hôm nay đồng hương yểm trợ nhiều như thế. Chúng tôi nghĩ rằng đã đến lúc đồng hương đã nhìn thấy cái nguy cơ của đất nước Việt Nam sẽ một ngày không xa lọt vào tay Tàu Cộng, mà cộng sản Việt Nam đã nhẫn tâm bán cho họ. Cho nên chúng tôi đến đây đòi cộng sản Việt Nam hãy dừng tay, đừng bán nước thêm nữa, và hãy quay lại và đồng bào đòi lại những cái gì đã mất mà chúng ta đã lỡ bán cho Trung Quốc. Chúng tôi đòi Trung Quốc là một nước lớn, hãy làm một cái việc rất đàng hoàng, được đứng đắn trước quốc tế, đừng làm chuyện cười trò cười trước quốc tế. Thưa ông, trong những ngày gần đây thì để kỷ niệm 40 năm Hoàng Sa bị mất vào tay của Trung Cộng, những người tuổi trẻ trong nước đã làm những cái buổi kỷ niệm, cũng như là họ đã lập ra một cái quỹ để giúp đỡ những người chiến sĩ đã chiến đấu trong cuộc chiến Hoàng Sa. Trong cái hành động can đảm của họ, của tuổi trẻ Việt Nam đã nói lên cái điều gì thưa ông? Kính thưa quý vị đã nhìn thấy, quý vị đã nghe thấy, không phải tất cả những tuổi trẻ trong nước họ đều sợ sệt, họ đều hèn hết, mà phải nói rằng có những người rất nhiệt tình, rất yêu nước, bằng chứng là những em trẻ đã nói lên cái tinh thần yêu nước của họ. Họ bắt đầu họ bị chấp nhận ở tù đầy, chấp nhận sẵn sàng họ hy sinh mà họ dám làm điều đó. Một người mà nhốt trong chung một cái buồng với là một con thú dữ, dám sò tay chọc con thú dữ. Nếu chúng ta ở đây, chúng ta lý do gì chúng ta sợ con thú dữ khi chúng ta ở ngoài cái vỏ không chống chung? Như vậy là chúng ta thua người trong nước sao? Cho nên chúng ta phải làm cái gì, có một cái hành động gì đó. Chúng tôi rất là khâm phục tuổi trẻ trong nước, chúng tôi rất khâm phục những bạn trẻ trong nước và bên ngoài. Chúng tôi yểm trợ cho các bạn, chúng tôi nói lên tiếng nói của bạn, chúng tôi làm được tất cả những cái gì của bạn đang làm, và chúng tôi hết sức cố gắng hết mình. Xin anh. Chúng tôi xin giới thiệu tiến sĩ Phạm Kim Long, cựu ủy viên giáo dục Orange County cho biết cảm nghĩ. Nếu mà chúng ta đến đây ngày hôm nay đó sẽ rất là phấn khởi vì cái sự tham dự rất là đông đảo của đồng hương chúng ta. Ngày hôm nay là ngày thứ 6, một ngày làm việc. Thế mà có rất đông đồng hương chúng ta đã bỏ công ăn việc làm để đến đây ngày hôm nay. Trước hết là để mình bày tỏ cái thái độ của mình đối với kẻ xâm lăng. Và tôi nghĩ là cái lý do thứ nhì nó cũng không kém phần quan trọng, là chúng ta cho đồng bào ở trong nước biết, như cho những nhà tranh đấu ở trong nước biết, nhất là giới trẻ, chúng ta không có bỏ rơi họ và họ không có tranh đấu cô đơn ở hải ngoại. Chúng ta luôn luôn sát cánh để mà ủng yểm trợ cuộc tranh đấu của họ. Thưa ông, với những cái sự mà tham gia tưởng niệm Hoàng Sa ở trong nước của những người tuổi trẻ, khi họ nghĩ nhớ tới kỷ niệm 40 năm Hoàng Sa, những hành động can đảm của họ thì ông thấy nhận thấy như thế nào? Chúng tôi rất lấy làm phấn khởi khi mà nhận được những cái bản tin đó, và cái điều đó chứng tỏ rằng những bạn trẻ ở trong nước họ luôn luôn họ tranh đấu với cái lương tâm của họ. Tại sao mà ngày hôm nay mới có những cái đó, những năm gần đây mới có những cái đó? Dạ thưa, là vì những năm trước chính quyền, bao nhiêu năm chính quyền Cộng sản Việt Nam họ vẫn bưng bít những cái cuộc tranh đấu hào hùng của Việt Nam Cộng hòa năm 1974. Và bây giờ thì với những cái phương tiện truyền thông về Internet, các bạn trẻ đã biết được tất cả những sự thật. Và khi mà họ biết sự thật thì họ phải nói lên cái lời lẽ công đạo. Thưa ông, những ngày gần đây, gần kỷ niệm 40 năm ngày mất Hoàng Sa, thì trên một số website hay là một báo chí ở trong nước, họ có cho nhắc tới cái ngày mà mất Hoàng Sa. Thưa ông qua những cái việc đó thì ông nhận xét như thế nào? Dạ vâng, chúng tôi thấy là đến giờ phút này, đến năm nay thì chính quyền Cộng sản Việt Nam họ đã ở vào một cái thế tiến thoái lưỡng nan.
ở bao nhiêu năm nay họ vẫn bưng bít cái việc tranh đấu hào hùng của các chiến sĩ Hoàng Sa, nhưng mà bây giờ với những cái phương tiện truyền thông hiện đại và đồng bào ở trong nước đã hầu như là ai cũng biết cái chuyện đó rồi, nhất là các cái bạn trẻ, và họ những cái việc làm của họ trong những ngày gần đây cho thấy là họ rất là cảm kích và họ đòi phải có một cái sự đối xử tương xứng đối với lại các cái chiến sĩ anh hùng đã bảo vệ, đã bỏ mạng của mình để mà bảo vệ Hoàng Sa đó. Và ở cái thế đó thì chính quyền Cộng sản Việt Nam hiện nay họ đang đặt cái vấn đề là họ có vinh danh, nhưng đã đến lúc họ phải vinh danh những người, những chiến sĩ đó chưa, thì cái đó là cái mà họ phải làm để họ bảo vệ cái, để họ bảo vệ cái danh dự cũng như là cái thể diện của họ. Vì nếu mà họ không làm thì dân chúng trong nước sẽ làm cho họ, sẽ lật đổ họ đó. Bởi vậy chúng tôi thấy đó là cái quyền lợi của cá nhân họ, nhưng mà đã đến lúc họ phải, họ bắt buộc phải vinh danh các anh hùng Hoàng Sa năm 1974. Dạ, xin cảm ơn sự chia sẻ của ông. Dạ, cảm ơn anh. Dạ. Và chị Thanh Vân, một thành viên của ban tổ ca, cho biết suy nghĩ của mình. Vâng, thưa anh, thì 40 năm đã qua, chiến sĩ của chúng ta đã chiến đấu anh dũng, để mà mặc dù là Trung Cộng nó, tàu nó thật nhiều thật đông, nhưng mà chúng ta cũng khai hỏa trước và đánh nó, mặc dù là mình bị mất, nhưng mà tất cả các anh chiến sĩ hải quân vẫn anh dũng. Đó là cái lý do tại sao chúng tôi có mặt ở đây hôm nay, để yểm trợ cho tinh thần tất cả các anh chiến sĩ, và để yểm trợ cho tất cả những người ở trong nước đang đứng lên đòi tự do, dân chủ và nhân quyền cho Việt Nam. Và Thanh Vân cũng nhận thấy rằng ở trong nước bây giờ nhóm trẻ, các em, tất cả mọi người đã đều đồng loạt đứng lên, và các em đã từng đi thăm 74 gia đình liệt sĩ mà bị mất trong cái trận Hoàng Sa Trường Sa hôm đó. Và các em nó phải nói là thật, rất là can đảm, vì là ở trong đó bị coi như là bị đàn áp, bị bắt bớ, bị ngăn cản, nhưng mà các em vẫn đi như thường. Vậy thì chúng ta ở đây tại sao chúng ta không đi, cần phải đi đông hơn nữa? Dạ vâng thầy. Thưa chị, với tính cách là một người phụ nữ, thì chị cho biết cảm nghĩ người phụ nữ hải ngoại trong những cái công cuộc mà đấu tranh mà đòi tự do, nhân quyền cho Việt Nam, thì người phụ nữ hải ngoại có thể làm được những điều gì? Dạ vâng, thì bây giờ chúng tôi sang đây rồi thì là mặc dù là phụ nữ, nhưng mà ở đây là một đất nước tự do, và chúng ta mình có cái quyền đó, là một mặc dù là phụ nữ nhưng mà chúng ta cũng phải tham gia, và tham gia thật đông, và tất cả làm tất cả những cái gì chúng ta làm được để mà giành những cái quyền lợi cho đất nước Việt Nam, cho người dân Việt Nam, trong khi Trung Cộng nó xâm chiếm đất nước Việt Nam. Kính thưa quý khán giả, cuộc biểu tình nhân kỷ niệm 40 năm Hoàng Sa bị cưỡng chiếm bởi giặc Tàu được tổ chức trước Tòa lãnh sự Trung Cộng tại thành phố Los Angeles. Sau khi giơ cao những biểu ngữ và hô to những khẩu hiệu, đoàn biểu tình đã đi tuần hành dọc theo đường Sato trước Tòa lãnh sự Trung Cộng. Và cuộc biểu dương đã chấm dứt vào lúc 1:00 cùng ngày sau lời cảm ơn của ban tổ chức về việc mọi người đã tham gia một cách tích cực trong tinh thần thượng tôn luật pháp. Và chúng tôi cũng xin chấm dứt phóng sự nơi đây. Xin hẹn quý vị vào những chương trình kế tiếp. Đây là đài truyền hình SBTN Texas. Hình như xin kính chào quý khán giả. Thưa quý vị, chương trình hôm nay xin được gửi đến quý vị phần bình luận và chương trình phóng sự từ Texas. Và mở đầu chương trình, xin mời quý vị cùng đến với phần bình luận do Thu Nga biên soạn và trình bày. Tôi xin mời quý vị theo dõi bài bình luận Tết cũng đói. Dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản thì người dân càng ngày càng đói, trong khi đó thì giới trưởng giả, tư bản mà ngày nay người ta hay dùng chữ đại gia thì lại tiêu xài một cách kinh khủng. Nhất là vào cái buổi xuân này, họ có thể bỏ ra cả 100 triệu, tức là từ 10.000 cho tới 50.000 đô la để mở những bữa tiệc gọi là bữa tiệc cá tầm để mà chiêu đãi khách, mà không phải lâu lâu mới có một lần, mà hầu như họ tổ chức hàng tháng. Những thực khách có thể là được xem cái màn mổ cá, lấy trứng cá, ướp cá, đãi ngay tại bàn với những chiêu đãi viên người Nga. Các đại gia này làm giàu nhờ thời cơ, cho nên kiểu trưởng giả học làm sang. Để chứng tỏ mình có tiền nên họ bỏ công tìm những loại gà thật là độc, thật là đắt,
gọi là gà Đông Tảo để làm cổ vui xuân, và những con gà này khoảng từ 35 cho đến 70 triệu đồng. Lại có những loại đại gia bất động sản chọn những dân tộc thiểu số để những dân tộc này tổ chức Tết theo phong tục của họ để những đại gia này thưởng thức trong 3 ngày xuân. Lại còn có những người giàu có đến độ bỏ tiền ra để nghỉ ngơi, hưởng thụ trong những căn biệt thự sang trọng ở nước ngoài. Tuy nhiên ở Hà Nội cũng có những dinh thự giác vàng thật là nhiều do những đại gia xây cất. Và cũng ngay tại thành phố Hà Nội, bên cạnh thiên đường của hạ giới, của những người giàu có, thì có những kẻ sống tận cùng trong khổ ải, cơm không có đủ ăn, áo không có đủ mặc, nói gì việc sắm Tết. Họ phải ngủ đầu đường xó chợ trên những vỉa hè, có những người không chăn, không chiếu và không có một chiếc áo lạnh để che thân, run rẩy trong cái giá lạnh của cuối năm. Họ nằm co ro dưới mái hiên, dưới tàn cây để tránh sương đêm khi nhiệt độ ban đêm ngoài trời rớt xuống dưới 10 độ C. Vậy mà có kẻ đã qua được cả mấy mùa đông. Có những kẻ nhanh chân may mắn hơn tìm được những trạm rút tiền ATM tạm trú qua đêm thì coi đó là thiên đường. Cũng là thiên đường mà sao thiên đường của người nghèo nghe và nhìn thấy rơi nước mắt. Còn ngay tại quận 8 thành phố Sài Gòn có nhiều gia đình phải sống chung với mảnh đất của người chết. Do cuộc sống khó khăn, bất hạnh, không nhà, không cửa, nhiều người đã tìm vào bãi Tha Ma để sinh sống, tạo thành một xóm gọi là xóm Gò Mã. Khi mới lưu lạc tới xóm này, nhiều người rất sợ hãi, nhất là ban đêm. Thức ăn hòa trong mùi tử khí bốc lên chung quanh. Hàng ngày phải đối diện với cuộc sống khổ sở triền miên, không có nước sạch để uống. Đây là khu ngập nước, thỉnh thoảng nước lại ngập vào ban đêm, người ta lại lồm cồm bò dậy, không ngủ được, chờ nước rút. Thưa quý vị, trẻ em của xóm Gò Mã phần đông không có khai sanh và nhiều em thì cái tuổi đến trường nhưng mà phải bỏ học để bán vé số, nhặt ve chai, ni lông để giúp gia đình. Những đứa trẻ tội nghiệp hàng ngày phải lăn lộn với cuộc sống một cách khó khăn nhưng mà vẫn hồn nhiên. Không phải chỉ gánh chịu cái nghèo triền miên mà dân xóm Gò Mã phải đối diện với bệnh tật nữa. Vậy mà có nhiều gia đình đã sống trong bãi Tha Ma này cả mấy chục năm trời. Người dân sống khốn khó như vậy trong khi những kẻ lãnh đạo đất nước chỉ lo bận rộn củng cố quyền lực, che giấu thành tích tham nhũng. Tham nhũng lạm phát đến nỗi phong bì không đủ lớn để chứa tiền hối lộ mà phải kéo bằng vali hoặc là túi sách. Chính Tổng Bí thư Cộng sản Nguyễn Phú Trọng cũng đã xác nhận bây giờ đi ra đường là phải có tiền, không tiền thì không trôi. Tham nhũng lớn cũng có, tham nhũng nhỏ cũng có, như là ngứa ghẻ rất khó chịu. Lại mập mờ có tham nhũng trong lực lượng chống tham nhũng, ý hẳn ông ta muốn nói đồng chí X là Nguyễn Tấn Dũng là kẻ tham nhũng gọc chăng. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng thì bảo không tham nhũng lấy tiền đâu mà chạy chức vụ này chức vụ nọ. Mặc quần đùi áo trắng mua vợt mấy chục triệu để đánh tennis mà lương như thế thì làm sao đủ tiêu. Phó chủ tịch nước là Nguyễn Thị Đoan thì nói tôi càng đi càng thấy buồn, ăn của dân không từ một cái gì. Năm ngoái chủ tịch Việt Nam ông Trương Tấn Sang khi về nói nạn tham nhũng thì cũng nhận xét một con sâu đã nguy hiểm rồi, nhưng mà đây là một bầy sâu thì làm chết cái đất nước này. Thưa quý vị, bầy sâu lãnh đạo cộng sản mang bệnh ghẻ lở, ăn của dân không từ một thứ gì. Vì vậy cho nên dân phải sống trong đầu đường xó chợ, sống trong bãi Tha Ma, cơm không có ăn thì làm sao sắm Tết. Ông bà ta có câu, đói ngày dỗ cha, no ba ngày Tết. Nhưng người dân sống trong tận cùng đau khổ như thế này, ngày dỗ cha cũng đói mà Tết thì lại càng thê thảm hơn. Cảm ơn quý khán giả đã theo dõi bài bình luận ngày hôm nay của chúng tôi. Vừa rồi là phần bình luận do Thu Nga thực hiện, và tiếp theo chương trình thì Nhi xin kính mời quý vị cùng đến với chương trình hội thảo đặc biệt về chợ hoa Tết sẽ được tổ chức tại Asia Times Square. Bùi Hiển xin được trân trọng kính chào tất cả quý khán thính giả của đài SBTN. Thưa quý vị, chúng tôi xin mời quý vị theo dõi buổi phỏng vấn hội thoại rất đặc biệt của đài SBTN Texas ngày hôm nay về chương trình đêm chợ hoa. Tức là hội chợ Tết ở tại thành phố Grand Prairie, tiểu bang Texas. Thưa quý vị, trong buổi phỏng vấn hội thoại đặc biệt ngày hôm nay, Bùi Huyền xin mời quý vị theo dõi buổi nói chuyện của chúng tôi với ban tổ chức
của đêm chợ hoa tại Asia Times Square ở thành phố Grand Prairie, tiểu bang Texas. Ngồi kế bên Bùi Huyển là thưa quý vị người đẹp trai này tên là Hoàng Lê. Anh là Property Manager của tại Asia Times Square. Cạnh bên thưa quý vị đó là người đẹp Sally, cũng là một những thành viên của ban tổ chức của đêm chợ hoa tại Asia Times Square thưa quý vị. Và kế đến người cuối cùng đó thưa quý vị đó là anh Quốc Anh, cũng là thành viên trong ban tổ chức của đêm chợ hoa tại thành phố tại Asia Times Square, thành phố Grand Prairie, tiểu bang Texas. Câu hỏi đầu tiên có lẽ là Bùi Huyển để hỏi Hoàng Lê ngay lập tức. Rất nhiều quý khán thính giả của đài SBTN có lẽ là không biết ở tại thành phố Dallas, Fort Worth hay là Grand Prairie, Arlington thì ai cũng biết là đêm chợ hoa được tổ chức rất là nhiều năm rồi. Nhưng mà tại sao lại là đêm chợ hoa thay vì gọi là hội chợ Tết? Thưa anh Bố Hiển, trước hết trả lời con Bố Hiển cho Hoàng Lê gửi lời chào thân ái đến quý khán giả của đài SBTN. Thưa anh, cái tên đêm chợ hoa nó gắn liền với những hội chợ hàng năm ở Việt Nam, đi những chợ như chợ Nguyễn Huệ đi mua bông mua sắm, thì đó là cái tên đêm chợ hoa để cho nó có một cái gợi nhớ tới quý đồng hương của chúng ta. Hàng năm trước khi Tết là mình phải đi mua bông mua sắm để trưng bày trên bàn thờ trang trí, và đó là một cái sự nhộn nhịp để gần gũi với nhau cuối năm trong những ngày tháng làm mệt nhọc. Đó là cái tên mà để muốn gắn liền và gợi nhớ lại đêm chợ hoa ở ngày xưa ở Việt Nam. Vậy thì đêm chợ hoa là thực sự là hội chợ Tết ở tại thành phố Grand Prairie, tiểu bang Texas. Năm nay được tổ chức là năm thứ mấy rồi thưa anh? Dạ thưa anh Bùi Huyển, năm nay là được năm thứ bảy, là chúng tôi đã tổ chức đêm chợ hoa năm thứ bảy anh. Bùi Huyển tính gì định hỏi nhưng mà có lẽ là để dành nói chuyện với cô Sally người đẹp của chương trình vào phần sau. Thưa quý vị, anh Quốc Anh là cũng là một những thành viên của ban tổ chức của đêm chợ hoa tại thành phố Grand Prairie, ở tại cái trung tâm mua sắm rất nổi tiếng của thành phố Grand Prairie, Arlington, đó là Asia Times Square. Xin phép được hỏi anh Quốc Anh là đêm chợ hoa này bắt đầu như thế nào, với mục đích gì, và tại sao lại có một cái truyền thống 7 năm liên tiếp được rất là nhiều đồng hương người Việt của chúng ta sinh sống ở tại không riêng vì Grand Prairie, Arlington mà kể cả vùng Dallas, Fort Worth rất là ủng hộ và đến đây rất là đông hàng năm. Quốc Anh xin kính chào quý đồng hương của đài SBTN. Chống như anh Bùi Huyển nói, không riêng những tại Dallas Fort Worth này, nhưng mà hàng năm, nhất là anh Hoàng Lê, trước khi 1-2 tháng, anh Hoàng Lê sẽ nhận hàng trăm, hàng ngàn cú telephone từ các tiểu bang khác như Arkansas, Missouri, Oklahoma gọi tới, cứ hỏi là năm nào, từng nào sẽ có tổ chức đêm chợ hoa. Là đêm chợ hoa, kính thưa quý vị, chúng tôi rất cảm ơn sự nồng nhiệt, ủng hộ của quý vị. Năm nay năm thứ bảy, chúng tôi xin kính chúc quý vị, quý đồng hương, một năm mới an khang, thịnh vượng và hạnh phúc. Kính thưa quý đồng hương, một điểm xuất sắc mới lạ trong năm nay, tức là năm ngoái đêm năm thứ sáu, chúng tôi trong ban tổ chức rất là ngạc nhiên, trước ngay chợ Hồng Kông có một cụ già hơn 80 tuổi đang ngồi trên một chiếc xe lăn và ôm chùm lấy một ông chú cũng 50-60 tuổi và ôm chùm nhau và khóc. Ban tổ chức chúng tôi không biết lý do tại sao, chúng tôi tới hỏi là bác có chuyện gì không để cho con giúp đỡ, cần bác giúp đỡ cái gì không. Bác mới nói không, tôi đã không gặp cái anh này, cái đứa cháu người bạn này là 30 mấy năm rồi mà không được gặp, bây giờ tôi gặp ở đây tôi quá mừng. Đúng, đây là một cái cơ sở thương mại làm để quy tụ những đồng hương, các bạn bè, các đôi tình nhân quy tụ về đây để gặp nhau. Từ đó chúng tôi mới nảy sinh ra một cái tựa đề đêm hội ngộ. Xin được cảm ơn anh Quốc Anh rất là nhiều. Thưa quý vị, như thể theo lời câu trả lời của anh Quốc Anh cũng như là anh Hoàng Lê, thì đêm chợ hoa là một cái nơi và là một cái đêm để mà trở về gặp gỡ nhau, hàn huyên tâm sự, một cái nơi để đồng hương Việt Nam chúng ta cùng sum vầy như là một cái ngày hội chợ Tết cho cộng đồng người Việt ở tại thành phố Grand Prairie, Arlington, hay nói lớn hơn chút xíu cho cả thành phố Dallas, Fort Worth hay là những cái thành phố của những tiểu bang lân cận. Nếu vậy thì xin một câu hỏi dành cho Sally, đó là thưa cô Sally rằng là trong ban tổ chức đã dự định là năm nay đêm chợ hoa, ngoài cái chủ đề nghe rất là hay anh của anh vừa nói, thì những cái chương trình như thế nào để mà cho đồng hương người Việt sum vầy lại, hội tụ lại để cùng vui chơi trong những ngày Tết như thế này thưa cô Sally? Dạ, năm nay rất là nhiều trò chơi, rồi có văn nghệ nữa, rồi còn có nhiều người bảo trợ. Năm nay đêm chợ hoa của chúng tôi có cái chủ đề với là Xuân Hội Ngộ. Xuân Hội Ngộ năm nay nhằm mục đích
hội ngộ từ thân hữu, bạn bè, gia đình về đây mua sắm chơi vui. Đặc biệt năm nay có ba gian hàng là cà phê Miệt Vườn do Tam Cô Nương phụ trách, quán Dì Dung sẽ buôn bán những cái thức ăn như là chuối nếp nướng, bắp tôm xào bơ, chả chiên nóng, rồi cháo đứng mà năm. Mà nói về cháo đứng mà năm thì khi mà dịp Tết trời lạnh mà chúng ta đi chơi, bưng một tô, ngồi một cái quán nhỏ ăn một tô cháo để ấm lòng, gợi nhớ lại cái ngày nào ở bên quê nhà, những cái quán cốc hay hoặc là những cái đêm mà mình đi ra chơi vui sưng đó anh Bửu Hiển, thì đây là một cái activity mà chúng tôi tạo ra cho nó vui nhộn. Và đặc biệt hơn nữa, năm nay Asia Times Square chúng tôi có một chương trình gọi là Ping Pong Tournament từ 12 cho tới 60, đăng ký hoàn toàn miễn phí với nhiều giải ABC, trong đó sẽ kéo dài từ thứ Bảy ngày 25 cho tới ngày 26 Chủ nhật. Sẽ có chương trình Ping Pong về ca nhạc. Đặc biệt ban tổ chức chúng tôi mời được nữ ca sĩ Hảo Vi, nam ca sĩ Andy Watt, và đặc biệt hơn nữa là có một cái phòng game cho những cái trò chơi vui nhộn như lắc bầu cua nè, chọi lon, rồi tài xỉu, chơi hình thức vui nhộn, chơi vui sưng chứ không có tính chất đỏ đen trong. Kính thưa tất cả quý vị khán thính giả của đài SBTN, sau khi nghe đến đây thì quý vị đã thấy rồi là đây là lý do, một những lý do chính mà tại sao chương trình Đêm Chợ Hoa, hay có thể nói là một cái hội chợ xuân ở tại thành phố Grand Prairie, tiểu bang Texas, nhất là tại Asia Times Square, thưa quý vị, tại sao lại nổi tiếng và được nhiều người Việt chúng ta ủng hộ. Nghe anh Hoàng Lê cũng như Sally và anh của anh nói xong thì thưa quý vị, cho quý vị thấy rằng là thứ nhất là nghe rất thèm những cái món ăn rất là đặc biệt, mà nghe những tên rất lạ là cháo đứng bà năm, rồi cà phê Tam Cô Nương, rất là muốn diện kiến Tam Cô Nương này. Thưa tất cả quý vị rằng chương trình một lần nữa, đây là một cái chương trình mà ban tổ chức, tức là Asia Times Square ở tại thành phố Grand Prairie, tiểu bang Texas, được tổ chức hàng năm. Và đây là một những chương trình mà đồng hương Việt Nam chúng ta rất ủng hộ, và năm nào cũng vậy, rất đông người Việt tham dự tại thành phố Grand Prairie, tiểu bang Texas. Xin hỏi anh Hoàng Lê thêm một câu nữa là chương trình càng ngày càng lớn và năm nay năm thứ bảy rồi, vậy thì ban tổ chức dự định sẽ tổ chức chương trình năm nay như thế nào, vấn đề an ninh ra sao, đậu xe thì như thế nào, Asia Times Square có thể chứa lên đây cả bao nhiêu ngàn người? Anh Quốc Anh, cảm ơn anh Bầu Huyện đã hỏi những cái câu mà rất là chính đáng, tại vì chúng ta ở đất Mỹ đây, bãi đậu xe và an ninh đó là điều top của cái Asia Times Square. Và chúng tôi cũng giống như mọi năm trước, năm nay chúng tôi có thêm cái chỗ bãi đậu xe rất là rộng rãi, an ninh, và xe police sẽ họ sẽ chạy đi toàn cái khu vực này để giữ an ninh trật tự cho quý vị. Thêm lời anh Quốc Anh thì đặc biệt hàng năm chúng tôi tổ chức, quý đồng hương tới đây chơi vui nhộn, an tâm về sự an ninh trật tự là vì chúng tôi có sở cảnh sát của thành phố Grand Prairie hàng năm đã bảo trợ cho chúng tôi, và họ hết mình lo lắng cho đồng hương chúng ta để trong những ngày xuân về mặt an ninh. Và Bắc Kinh thì rộng rãi là phase 2 của chúng tôi đã mới vừa xong cách nay một tháng. Đó là một thêm một cái sự rộng rãi nữa để đậu Bắc Kinh, mà để đồng hương tới chơi mà không có ngại về chữ Bắc Kinh. Có nhiều nơi mình vô thì phải sợ kéo xe không đủ Bắc Kinh. Đặc biệt chúng tôi là có rất là thoải mái về cái phần đó đó anh. Và cũng chúc mừng anh là bây giờ thì Bắc Kinh có quý vị từ năm rồi với năm nay là Bắc Kinh là lớn hơn gấp đôi, đúng không ạ? Có một câu hỏi nữa xin phép hỏi anh Hoàng Lê, là đã nói là đêm chợ hoa thì chắc chắn là tối đêm đó là sẽ có hoa. Thì hàng năm trước ngày đưa ông táo về trời thì chúng tôi sẽ cố gắng có nhiều bông hoa để cho đồng hương mua sắm. Hoa mình không có bông thì có nghĩa là nó không đúng, thì bắt buộc phải có. Thưa tất cả quý vị khán thính giả của đài SBTN đang theo dõi chương trình phỏng vấn hội thoại đặc biệt ngày hôm nay với Bửu Hiển cùng với ban tổ chức của đêm chợ hoa tại thành phố Grand Prairie, tiểu bang Texas. Đêm chợ hoa được tổ chức tại Asia Times Square, và nãy giờ có một cái điều thiếu sót rất lớn đó là chúng tôi chưa nói đến cái ngày giờ và cái activity chính xác của đêm chợ hoa này ở tại Asia Times Square, thành phố Grand Prairie, tiểu bang Texas. Xin phép hỏi anh Quốc Anh là chương trình năm nay được tổ chức vào ngày mấy, tháng mấy, và nhằm và âm lịch thì là sẽ là ngày mấy thưa anh? Thì kính thưa quý đồng hương, kỳ đêm chợ hoa năm nay được tổ chức từ 10 giờ sáng tới khuya vào ngày 24 tháng Giêng, tức là tháng 1, và chúng tôi sẽ kết thúc vào ngày Chủ nhật.
thì những cái ca nhạc của chúng tôi vừa có những Andy Quest và cái gì anh Hà Vi. Giữa đêm trời hoa vào ngày thứ sáu chúng tôi sẽ có một cái buổi khai mạc. Thì những cái buổi khai mạc này mang truyền thống là đặc biệt hoàn toàn Việt Nam. Thì những cái quý vị sẽ thấy những cái cô gái bận áo dài khen xanh đỏ vàng tím, và những cái ông như chúng tôi sẽ, quý vị sẽ thấy là những cái bộ áo dài khăn đóng, đó là hoàn toàn theo phong tục tập quán của Việt Nam của chúng ta. Vâng, và cảm ơn anh Quốc Anh rất là nhiều. Một câu hỏi nữa thưa quý vị, với một cái tổ chức quy mô như thế này và đồng hương tham dự lên đến cả ngàn người, tất nhiên rồi ban tổ chức tức là Asia Times Square chắc chắn là có sự ủng hộ cũng như là sự bảo trợ của rất là nhiều những cơ sở thương mại. Xin được phép hỏi và dành cái thời lượng của chương trình này một vài phút còn lại trước khi chúng tôi đúc kết cái phần phỏng vấn đặc biệt này, anh Hoàng Lê có thể cho chúng tôi biết và cũng như là có thể là gửi lời cảm ơn tới những người nhà bảo trợ, nhà hảo tâm đã giúp cho ban tổ chức để tổ chức đêm chào hoa lần thứ 7 được tổ chức tại Asia Times Square. Ban tổ chức chúng tôi phải nói đây là một niềm vui mừng và hãnh diện. Hàng năm chúng tôi tổ chức đều có những nhà bảo trợ đồng hành với chúng tôi để đem lại niềm vui cho quý đồng hương trong nhóm dịp cuối năm. Nhân dịp này chúng tôi cũng xin thành thật cảm ơn những nhà tài trợ bảo trợ đã đưa đêm chợ hoa 7 năm nay để được một niềm vui cho tới đồng hương, và kính mong quý đồng hương đừng quên tới tham dự đêm chợ hoa, vì năm nay chúng ta sẽ có một cái tổ chức ở ngoài trời mà không sợ mưa gió, là giữa building 1 và building 2 của chúng tôi rất là đẹp, và nó có một cái gọi là courtyard sky, anh Bố Hiển rất là đẹp, và sự thuận tiện đó là giữa building 1, building 2 bước không đầy vài bước đã qua tới anh. Vâng, cảm ơn rất là nhiều anh Hoàng Lê. Chúng tôi xin được trân trọng cảm ơn khán thính giả của đài SBTN. Thưa tất cả quý vị khán thính giả của đài SBTN, Bưu Hiển vừa gửi đến quý vị phần phỏng vấn hội thoại rất đặc biệt trong buổi chiều ngày hôm nay. Thưa quý vị, chúng tôi đã mời được ban tổ chức của đêm chợ hoa của Asia Times Square để gửi đến quý vị cái thông tin về một trong những cái đêm chợ hoa rất đặc biệt. Xin được cảm ơn Hoàng Lê cùng với Sally và anh Quốc Anh cũng như là cảm ơn Asia Times Square đã cho chúng tôi buổi phỏng vấn thật ngắn gọn như thế này. Xin được kính chào và xin hẹn gặp lại tất cả quý vị trong những chương trình phỏng vấn hội thoại đặc biệt kỳ sau. Xin cảm ơn quý khán giả vẫn giữ màn ảnh của đài truyền hình SBTN Texas, và tiếp theo chương trình xin mời quý vị cùng đến với những hình ảnh phóng sự ông Nguyễn Xuân Hùng gặp gỡ quý đồng hương trong cuộc vận động tái ứng cử cho Tarrant County Commissioner. Trong tuần qua đã có một buổi gặp mặt của Tarrant County Commissioner là anh Andy Nguyễn Xuân Hùng và các ứng cử viên của hạt Tarrant County ra tái tranh cử, đã gặp gỡ đồng hương tại trung tâm sinh hoạt cộng đồng người Việt vùng Tarrant County. Với chủ đề là Your Sign, giúp cho anh Andy Nguyễn Xuân Hùng với những cái tấm bảng vận động tranh cử cắm trên những cái sân cỏ. Trong dịp này thì các ứng cử viên đã trình bày việc làm trong mấy năm qua. Kính thưa quý vị, mà tôi nghĩ rằng một trong những cái lý do mà chúng ta đã phải chịu đựng rất nhiều cái sự thua thiệt là vì trên cái khía cạnh chính trị chúng ta còn phải nói là yếu kém. Đã gần 40 năm rồi, người Việt của chúng ta cư ngụ ở trong những cái quốc gia tự do nhất nhì trên thế giới, và đặc biệt là tại Hoa Kỳ. Nhưng mà có lẽ rằng người Việt của chúng ta vẫn chưa có hiểu được cái tầm vóc quan trọng của cái lá phiếu của mình. Tại vì cái lá phiếu của mình và cái đồng tiền của mình ủng hộ cho những các cử tri, cho các ứng cử viên, nó là cái tiếng nói chính trị của chúng ta, nó là cái sức mạnh chính trị của chúng ta. Nếu mà chúng ta biết áp dụng đúng cái việc làm đó, thì tất cả những cái nguyện vọng, hầu hết những cái nguyện vọng của chúng ta, nhất là những cái nguyện vọng liên quan tới tranh đấu tự do dân chủ, nó sẽ có triển vọng được thành công. Cái vấn đề quan trọng ở đây tôi muốn chia sẻ với quý vị là cái cuộc tranh cử này không phải là chỉ vì cá nhân tôi. Điều rất là quan trọng, tại vì tôi có hai đối thủ. Đối thủ thứ nhất là trong cái cuộc bầu cử sơ bộ của Đảng Cộng Hòa. Người đối thủ thứ hai là trong cái cuộc bầu cử tổng tuyển cử vào tháng 11. Nếu mà xét về khía cạnh ai hơn ai kém, thì có lẽ rằng hiện tại bây giờ trong 3-4 năm qua, tôi đã làm việc để mà gia tăng cái ảnh hưởng của mình. Nhưng mà tôi nghĩ rằng trong cái cuộc tranh cử này, nó không phải là vì cá nhân tôi, nhưng mà mình phải làm như thế nào để cho cử tri người Việt hiểu được cái tầm vóc quan trọng của lá phiếu để mà chúng ta đi bầu thật đông. Khó mà chúng ta có thể ảnh hưởng đến được cái chính sách ngoại giao của Hoa Kỳ khi mà người Việt của chúng ta 1 triệu
mà chỉ có 10.000 người đi bầu. Rất khó để mà ông Tổng thống Obama hoặc là ông John Kerry hoặc là những vị dân biểu, thượng nghị sĩ, họ lắng nghe cái tiếng nói của chúng ta để mà họ thông qua cái đạo luật nhân quyền. Một trong những cái đạo luật mà chúng ta đã tranh đấu cả 10 năm rồi. Và hiện tại bây giờ tháng 3 sắp đến ngày 26-27 là chúng ta sẽ đi về Washington để mà vận động cho cái đạo luật nhân quyền đó. Họ có lắng nghe chúng ta hay không, là ăn thua là cái mùa bầu cử này chúng ta có đi bầu hay không? Nếu mà chúng ta không đi bầu thì không có cái lý do gì những nhà chính khách của Hoa Kỳ phải lắng nghe cái tiếng nói của ta. Thật sự là như vậy. Thật sự là như vậy. Đó. Bởi vì cái cuộc tranh cử này tôi muốn nhấn mạnh một điều nữa, nó không phải vì cá nhân tôi. Mà thật sự ra chúng ta phải làm như thế nào để chúng ta hợp tác với nhau để mà gây dựng cái sức mạnh chính trị của cộng đồng người Việt. Từ lúc đó những cái hoài bão của chúng ta nó mới có cái cơ hội để mà được thành tựu. Đó là cái lời mà tôi muốn chia sẻ không những với quý vị ở đây, nhưng mà toàn thể quý vị đồng hương ở vùng Dallas-Fort Worth, ở Texas và ở toàn cõi Hoa Kỳ và ngay cả trên thế giới. Và một số ở những thân hữu của anh Andy Nguyễn Xuân Hùng như là tiến sĩ Khương Hữu Lộc, anh Hiếu Nguyễn là phó chủ tịch của cộng đồng Tarrant County đã bày tỏ cảm tưởng của mình. Thưa quý khán giả, những hình ảnh phóng sự từ Texas cũng đã kết thúc chương trình của đài truyền hình SBTN Texas ngày hôm nay. Hiền Nhi xin cảm ơn sự theo dõi của quý khán giả. Hy vọng những giây phút vừa qua đã mang đến cho quý vị những thông tin thú vị và bổ ích. Xin kính chúc quý vị một ngày bình an và nhiều niềm vui. Xin thân ái chào tạm biệt. Tôi xin trân trọng kính chào quý vị khán thính giả. Kính thưa quý vị, hôm nay tôi có dịp nói chuyện với giáo sư Vũ Bát Trạch. Ông đến từ Houston, Texas. Và ông đã có một tác phẩm bằng Anh ngữ được xuất bản trong thời gian vừa qua. Cuốn sách có tên là A Journey of Body and Soul. Để biết thêm về tác giả và nội dung cuốn sách này thì chúng tôi xin mời quý vị theo dõi cuộc phỏng vấn rất là đặc biệt trong ngày hôm nay. Trước hết thì tôi cũng xin chúc mừng giáo sư đã có một tác phẩm bằng Anh ngữ do một nhà sản xuất bản Mỹ đã phát hành. Và trước khi đi vào tác phẩm A Journey of Body and Soul thì xin giáo sư có thể tự giới thiệu đôi chút về mình trước năm 75 và sau năm 75 và bây giờ được không thưa ạ? Dạ thưa cô, tôi là tên là Vũ Bá Trạch. Trước hết tôi xin có đôi lời kính chào tất cả quý vị khán thính giả ngày hôm nay. Thứ nhì đó là về vấn đề cuộc sống của tôi là một người trước năm 1975 thì tôi là một sĩ quan của Hải quân Việt Nam Cộng Hòa. Và trước khi làm sĩ quan của Hải quân Việt Nam Cộng Hòa, tôi đã từng đi dạy học ở Việt Nam 2 năm trước khi nhập ngũ. Và trong sau năm 75, khi về Việt Nam vất vào tay Cộng sản, thì tôi sang bên Hoa Kỳ này, thì tôi trở lại đi học lại. Và tôi trở thành một nhà giáo. Và tôi đi dạy ở bên nước Mỹ này, tôi dạy toán. Và tôi dạy 21 năm, tổng số năm ở bên Mỹ này. Và khi sau năm 2002 thì tôi hồi hưu, tôi về với Houston, tôi dạy ở Kansas và tôi về Houston và tôi bắt đầu tôi viết cuốn sách này. Và thưa giáo sư, A Journey of Body and Soul được viết nguyên thủy là bằng Anh ngữ hay là giáo sư đã dịch từ Việt ngữ sang thưa ạ? Cái cuốn sách này là tôi viết hoàn toàn bắt đầu bằng Anh ngữ, không dính dáng gì tới Việt ngữ hết. Cái mục đích của tôi không phải là để chứng tỏ rằng tôi biết Anh văn nhiều hay tôi giỏi Anh văn, nhưng mà thực thụ ra là có những cái ấp ức của một người sĩ quan Việt Nam Cộng Hòa và có những cái nhận xét cái cuộc sống ở bên này. Thế nên tôi viết, mục đích của tôi đó là để cho người Mỹ đọc, cả thế giới đọc và tất cả những con em của người Việt Nam họ đọc, họ biết về thế nào, về cái cuốn sách này. Chứ nếu tôi viết bằng tiếng Việt thì có lẽ cũng được, nhưng mà vì tôi thấy rằng là chỉ có một số quý vị phụ huynh đọc được mà thôi, còn những con em bây giờ họ không có đọc được tiếng Việt. Đó là lý do mà tôi viết ngay nguyên thủy bằng Anh ngữ. Và cái thời gian tính cho giáo sư hoàn tất cuốn sách này là bao lâu ạ? Nếu mà nói mà tổng kết cái cuốn sách này tôi viết cái thời gian đó, tổng kết có thể nói là trong vòng 5 năm trời. Dạ. 5 năm trời.
Cái đó cũng là 5 năm trời là tôi nghĩ rằng là nó cũng không phải là mau, nhưng mà nó cũng không phải là lâu. Nhưng mà riêng tôi thì tôi có dịp đọc lướt sơ cái cuốn sách này thì thấy cuốn sách này nó gần như là hồi ký của một người con gái của giáo sư tên là Anna. Và cô đã trải qua rất là nhiều trở ngại để mà cuối cùng đã đạt được cái ước mơ của mình, đó là trở thành một bác sĩ, đó là một bác sĩ y khoa, thưa quý vị. Và cũng qua đó thì người đọc họ có thể nhìn thấy cái sự phát triển và những kinh nghiệm trong đời sống tâm linh của cô Anna. Và giáo sư có muốn nói gì thêm về cái nội dung của tác phẩm này hay không ạ? Cái thực tế là trong cái cuốn sách này đó, và như nếu quý vị đọc thì quý vị đã thấy hề tất cả. Thật ra thì có trong cái cuốn sách này nó nắm hai, có hai ba phương diện chính. Phương diện thứ nhất là có cái nhận xét của cái cô trẻ này đó về cái chiến tranh Việt Nam, là bởi cô ấy thắc mắc về cái chiến tranh Việt Nam vì cô ấy sinh ra trong chiến tranh Việt Nam. Thật ra cô ấy muốn biết về chiến tranh Việt Nam như thế nào. Thật ra lúc nào cô cũng tìm tòi, cô ấy muốn biết về chiến tranh Việt Nam. Vì thế cho nên rằng cô ấy ráng cô ấy tìm. Đó là phần thứ nhất về cái nội dung của chiến tranh. Thứ nhì đó là cái cuộc đời của cô ấy từ cái lúc còn học đi học cho đến cái lúc trở thành bác sĩ. Cái nguyên thủy mà cô ấy bắt đầu cô ấy đi vào thế giới tâm linh á, không phải là cô ấy trở là đặc biệt chú ý cái đó, nhưng mà cái sự kiện đầu tiên á, là cô ấy đi, cô ấy gọi là tiếp xúc với một người Mỹ, rồi gia đình người Mỹ khi ngủ đêm ở đó, và ngủ khi còn học sinh nhỏ thôi, mới có khoảng 10 tuổi, 11 tuổi, thì cô ấy cầu cơ và cô ấy thấy là cô ấy, cái cơ nói là cô ấy sẽ trở thành bác sĩ. À, mà cô lúc đó thì tiếng Anh cũng chưa biết, mà gọi là biết rất là ít. Cô nói tại sao cô có thể trở thành bác sĩ được, nhưng mà vì sao cô đi hỏi thăm người nào người kia về vấn đề cầu cơ thì cô ngạc nhiên. Và thì cô cứ thắc mắc hoài cái vấn đề đó là thế thì có cái linh hồn thực thụ ở cái thế giới bên kia hay không, hay là tại sao cô tiếp xúc với ai mà tại sao lại nói cô như vậy. Và đó cũng là một phần trong cái cuộc đời cô theo dõi cô trở thành bác sĩ sau này. Đó là vấn đề thứ nhì. Vấn đề thứ ba cái của cuốn sách này, trong cái nội dung này thì cái là cái cũng liên quan tới cái chiến tranh Việt Nam á, là bởi vì á, là cái người Mỹ quan niệm chiến tranh Việt Nam là người Mỹ họ thua rồi, rồi họ coi những cái người Việt Nam gọi là Việt Nam vét á, tức là những người cựu chiến binh Việt Nam á, họ coi rất là thường. Nhưng mà thực tế ra thì cái cuốn sách này có nói tới cái chuyện á, là thực ra người Mỹ họ đã thắng lớn ở cái chiến tranh Việt Nam. Và vì thế cái danh dự của những chiến sĩ bên Mỹ này, họ về đánh nhau bên Việt Nam, họ về gọi là Việt Nam vét á, họ sẽ được vinh danh lớn hơn, hoặc là cỡ ít nhất là cũng là bằng các đệ nhất, đệ nhị thế chiến. Ồ, dạ vâng. Và giáo sư có thể cho biết là cái lý do nào đã khiến ông viết nên cái cuốn sách này, và giáo sư đã mất bao nhiêu thời gian khi hoàn thành nó? Bởi vì 5 năm thì như tôi có chia sẻ hồi nãy là không lâu, mà cũng không nhanh mà cũng không lâu. Nhưng mà riêng với giáo sư thì cái động cơ chính là Anna hay là Tết, hay là có nhiều cái yếu tố khác, thưa giáo sư? Cái vấn đề thật ra thì tôi, thứ nhất á, là tôi tiếp xúc rất là thân thiết với người con gái tôi, bởi bất cứ khi nào có một cái chuyện gì mà gọi là cần phải suy nghĩ hay là cần ý kiến thì người con gái luôn luôn hỏi ý kiến tôi. Và vì thế tôi thông cảm được cái vấn đề giữa trong cái, tôi biết cái trong đầu giữa cái gì cho người con gái đang nghĩ. Và vì thế cho nên là tôi biết á, là thứ nhất á, là cô ta muốn biết về cái chiến tranh Việt Nam, tại sao mà cô ấy đi học cái quan niệm này, quan niệm khác. Thì cô ấy kể những cái thắc mắc của cô ấy, thì tôi sẽ giải thích cho cô ấy nghe và tôi ghi nhận những cái thắc mắc đó. Rồi những cái câu chuyện mà sau này cô ấy gặp được những ở trên cái con đường đi của cô ấy về những hiện tượng tâm linh đó, cô ấy đều thắc mắc, là bởi vì cô ấy với một cái nghề của một bác sĩ là một nhà khoa học, thì cô ấy cũng muốn hỏi ý kiến tôi xem là như vậy thì như thế nào, có thể giải thích như thế nào. Và cô ấy với tôi đều luôn luôn là bàn luận về cái vấn đề đó. Đó là lý do mà giữa tôi và cô ấy có một cái sự liên hệ đó, và chúng tôi chỉ cần ghi nhận những cái mà cô ấy viết ra, hoặc là cô ấy thắc mắc, và hoặc là những cái mà hai người chúng tôi đồng ý với nhau để mà là ghi nhận cái sự kiện xảy ra. Khi mà giáo sư nhắc về cái khía cạnh tâm linh thì chắc chắn là trong sự nghiệp của là một vị bác sĩ của cô Anna, thì chắc chắn là cô Anna đã gặp nhiều người bệnh nhân
hay là có một số bệnh nhân của cô Anna đã qua đời. Và Tô Uyên cũng được biết rằng trong cuốn sách thì giáo sư có nhắc đến là có một số bệnh nhân họ cũng cái linh hồn họ trở về để mà họ nhờ cô Anna làm một số favors. Giáo sư có thể nói về những cái sự kiện đó được không ạ? Thì cái vấn đề sự kiện đó là bởi vì thật ra thì khi cô Anna này có viết, cô ấy trình bày vấn đề đó là cô đã suy nghĩ rất là lâu, rất là kỹ về cái vấn đề là cô ấy là một nhà khoa học. Cô khi mà cô ấy viết lên như vậy thì sẽ có nhiều thắc mắc lắm. Nhưng mà khi mà có cái sự suy nghĩ và phối hợp giữa cái sự kiện xảy ra và cái kiến thức về khoa học cô ấy dạy thì những cái hiện tượng mà cô ấy nghĩ rằng tất cả đều là do những cái sự các do những cái vấn đề khoa học mà ra mà thôi. Tất cả dù là hiện tượng bên kia, những cái gì của thế giới bên kia, mình có thể là những cái làn sóng mà người ta tiếp xúc được, có những người tiếp xúc được, có những người không tiếp xúc được, mà cô nghĩ là cô có được một cái đặc ân là có những cái làn sóng cô tiếp xúc được với những cái thế giới bên kia một phương diện nào đó. À, và đó là cô đã kể cho tôi nghe và cô ấy đã giải thích cái đó và tôi kể lại đó trên hầu hết là cô ấy giải thích bằng vấn đề khoa học trong cái sự kiện những kiện xảy ra. Thí dụ như là những cái chuyện nằm mơ thì nằm mơ đó là một cái làn sóng đó mà cô khi cái ngủ đó thì cái tần số của trong cái linh hồn của cô ấy có thể trải ra và bắt được cái những cái tần số của cái linh hồn kia cần giúp đỡ của cô ấy, họ cần giúp đỡ và cô ấy có thể ghi nhận và cô ấy, khi mà cô ấy kiểm chứng lại thì cô ấy thấy là cái đó vậy thì rõ ràng là một sự kiện tiếp xúc thực chứ không phải là một cái sự gọi là mê tín hay là một cái vấn đề là hão huyền hay là ảo ảnh gì hết cả. Và những người đồng nghiệp của cô Anna khi mà cô có chia sẻ những cái sự kiện mà cô đã gặp trong khi mà ngủ gặp những cái linh hồn đó và những linh hồn đó có nhờ cô giúp đỡ thì không biết là những người đồng nghiệp họ nghĩ sao thưa giáo sư? Thật ra thì mà nói cái giới mà tiếp xúc được với thế giới bên kia nhiều nhất vẫn là giới bác sĩ. Họ có nhiều người họ nói ra, có nhiều người không nói ra. Nhưng mà hầu hết những cái sự tiếp xúc và những câu chuyện mà xảy ra bây giờ, ngay cả những cuốn sách viết ra đó đều là hầu hết là do các bác sĩ hoặc là về các bác sĩ bình thường như là bác sĩ con cô Anna hay là có những thường thường là về các nhà psychiatrist họ viết ra những cuốn sách đó, họ cũng rất là đắn đo nhưng mà họ phải nói lên để cho mọi người biết rằng sự thực đó là như vậy chứ không phải là họ muốn giấu. Có nhiều người họ rất là ngại về có thể nói là cho như là họ nói đem những cái chuyện vớ vẩn để nói. Và khi mà cô Anna encounter những cái spirits, những cái linh hồn hay là đi về cái hướng tâm linh thì không biết là cô có chia sẻ với giáo sư là cô có cảm thấy cô sợ những lần đầu tiên hay là she was never afraid at all? Thì khi mà vấn đề mà người khi mà cô Anna này còn nhỏ đó thì cô là một cô gái tương đối rất là nhút nhát. Không có phải là một cô gái bạo gì cả, nhưng mà đến khi mà cô ấy đi học rồi đó và sau khi mà đi vô trường medical school rồi đó, thì là cô phải biết á là cái vấn đề mà tiếp xúc với những cái xác chết với là vô những cái chỗ mà gọi là chứa xác chết ấy, là thường xuyên hay là mổ xác chết dần dần, lúc đầu cô vẫn còn sợ nhưng mà nếu mà ở trong cuốn sách thì có đề cập ấy, là cho tới cái khi mà cô ấy gặp được một cái hiện tượng gọi là cái người mà đã chết rồi mà cô gặp ở trong cầu thang đó, rồi đến lúc mà cô ấy vô cô kiểm soát cô ấy thấy là của cái người cô vừa gặp cầu thang ấy, là trong là cái xác nằm ở đó, từ đó trở đi thì cô thấy quá vậy thì cái thế nào là gọi là ma, với cô ấy quan niệm rằng vậy thì thí dụ như là bây giờ má cô ấy chết hay là ba cô ấy chết từ hôm nay cô gọi là ba, ngày hôm sau tự nhiên cái nếu mà chết rồi mà trở về thì đâu phải là ma nữa mà vẫn là ba cô ấy chết, tại sao này gọi là ma. Thì cô nói vậy thì cái chữ ma đó chỉ dùng cái tiếng vậy để làm cho người ta có thể sợ trong bóng tối thôi, chứ thực ra là cái linh hồn của những người thân yêu của họ trở về mà thôi. Wow, interesting. Dạ vâng. Thưa quý vị, xin quý vị khán giả vẫn tiếp tục giữ màn hình SBTN. Chúng tôi sẽ trở lại trong giây lát. Xin cảm ơn sự theo dõi trở lại của quý vị khán giả. Tôi đang hân hạnh tiếp xúc với giáo sư Vũ Bá Trạch về cuốn sách mới nhất của ông vừa mới cho ấn bản. Thưa quý vị, đó là cuốn sách mang tên A Journey of Body and Soul. Trong cuốn sách này thì giáo sư cũng có nói về cái đời sống và tương lai của rất nhiều người đã bị ảnh hưởng bởi chiến tranh. Thì như vậy, nếu mà không có chiến tranh thì có lẽ cái cuộc đời của giáo sư và
của Anna cũng đã khác nhiều phải không ạ? Cái đó là trong cái cuốn sách này cũng chúng tôi cũng đã nhận định như vậy. Đó là về cái chiến tranh ấy, nó thật là rất là khó hiểu biết được rằng là cái kết quả nó sẽ đưa tới đâu. Bởi vì nếu không có cái chiến tranh thì bắt đầu từ cái chiến tranh gọi là giữa quốc gia với cộng sản thì có lẽ ngay cả tôi đây tôi vẫn còn nằm ở một cái làng xa xôi ở ngoài miền Bắc. Mà nếu không thì tôi cũng không có cái dịp để gặp gỡ cái người vợ của tôi ở trong tuốt ở miền Nam này. Thì đó cái chiến tranh đưa đẩy tôi đi như vậy. Và cũng về cái chiến tranh, ngoài cái sự tàn khốc của nó, ngoài cái tệ hại của nó, nhưng mà nó đã thực tự thế ra, thì cái chiến tranh đó, biết tốt hay xấu, nhưng mà nó đã đưa kể cả cái cô Anna này, và kể cả tôi, và cái tất cả gia đình, thay vì từ ở một cái nước Việt Nam, chúng tôi có lẽ vẫn còn ở đó nếu không có chiến tranh, mà có thể tốt ở ngoài miền Bắc nữa. Và vì cái chiến tranh nổi này kéo dài chiến tranh khác, và bây giờ đưa tất cả chúng tôi hiện tại chúng tôi sang bên này, và hiện tại cái lúc này chúng tôi đang ngồi ở đây. Không biết là giáo sư có cơ hội tiếp xúc với nhiều Việt Nam vets thì cái suy nghĩ của họ về cái kết luận chiến tranh Việt Nam như thế nào không thưa giáo sư? Về vấn đề chiến tranh vets thì hiện tại đã có một số nhỏ họ vẫn còn ấm ức về cái vấn đề là họ bị đối xử không có được tốt ở Việt Nam, họ vẫn coi người Việt Nam là xấu, người Việt Nam không được tốt, có một số nhỏ thôi. Còn một số lớn hiện tại bây giờ đó là họ đã hiểu và họ đã biết được rằng là cái sự chịu đựng, cái sự khốn khổ trong cái chiến tranh của người Việt Nam, và họ đã hiểu thế nào gọi là sự tàn phá của chiến tranh, và thế nào là mà cái mất tự do của cái miền Nam, thế nào người Mỹ đã bỏ Việt Nam lại khái vậy. Nhưng mà bây giờ thì họ, khi mà họ đã biết được như vậy rồi á, bây giờ cái cuốn sách này ra đó, và khi mà tôi nghe tôi nói những cái chuyện về như thế này thì họ rất là vui để mà biết được rằng là đã có những người như là chúng tôi để mà viết nên cái sự thực về chiến tranh mà họ đã bị không được, hay bị bưng bít, hay là họ không đã được nói một cái khác. Và bây giờ thì nếu họ muốn biết sự thực thì họ cần biết một cái quan niệm của một người về Việt Nam nói lên cái quan niệm về chiến tranh Việt Nam. Và trong cuốn sách này thì giáo sư cũng có mention, cũng có nhắc đến là em đã nói chuyện rất nhiều về với những bệnh nhân của cô, những người mà họ đã trải qua cái kinh nghiệm ở giữa cái sự sống và cái chết, thì phải chăng đó là cái điều làm thay đổi quan niệm của Anna về cuộc sống của cô ta? Cái mục đích khi theo tôi nói chuyện với người con gái tôi đó, về cái mục đích của cái đem tất cả những sự kiện này ra đó, thì cái mục đích chính của cô ấy là cô thấy người ta đó, trước khi mà đưa cái quan niệm của cô thì cô nhận thấy là những người bệnh nhân, người ta trước khi chết người ta rất là sợ. Người ta không biết người ta sẽ đi về đâu, người ta sẽ rơi vào một cái trường hợp như thế nào, người ta có xuống hỏa ngục hay không, người ta có bị cháy ở trong lửa hay không. Thế nhưng mà bây giờ khi mà con này có đi tiếp xúc được những cái linh hồn như vậy rồi, thì cô mới muốn nói đây để cho mọi người biết rằng không, nó không phải như vậy đâu. Cái này chết rồi đó, chúng ta sẽ đi, thay vì gọi là chết thì đúng không, mà thì không được đúng lắm. Mỹ dùng chữ die hay là tiếng Việt Nam gọi chết thì nó hơi nặng. Thực ra thì theo đúng nghĩa ra chỉ là cái, nếu mà tiếng Mỹ dùng cái chữ gọi là pass over, tức là đi vượt qua sang một cái thế giới khác. Yeah. Và cái thế giới đó rất là nhiều cái tốt đẹp chứ không phải là gì, có cái gì đáng sợ hết. Đó là cho những người chết. Còn ngay cả cho những người sống, cô cũng muốn nhắn rằng đó, những người chết họ ra đi, họ vào một thế giới không có cái gì là buồn phiền, không có gì là khổ sở, họ rất là sung sướng. Vì thế những người sống cũng không lấy gì là buồn phiền cho những người sẽ ra đi hết. Và những người mà một số bệnh nhân của cô khi họ đã ra đi và họ came to her dream, họ đến với cái giấc mơ, trong giấc mơ của cô, thì đó là những cái tâm tình, cái tâm sự của họ đã chia sẻ với Anna hả thưa giáo sư? Cái đó không, họ phải không phải chia sẻ, hầu hết ấy, mà cái người mà cô Anna cô tiếp xúc ấy, là họ có những cái nó gọi là những cái ràng buộc họ chưa giải quyết xong.
Họ muốn là có thể nhờ dùng cái channel cái sự tiếp xúc với cô Anna này để có thể giúp họ, để họ giải thoát hết tất cả những cái nợ nần, những cái vướng mắc của họ, có thể sau khi họ giải quyết xong rồi có thể họ sẽ ra đi một cái thế giới nào đó, mình không biết. Là một vị bác sĩ thì làm sao cô Anna có thể gọi là cân bằng cái gọi là cái interest về cái spiritual, gọi là growing interest, về cái sự mà tò mò về cái thế giới tâm linh, trong khi đó cô vẫn là một vị bác sĩ và những người đồng nghiệp của cô không có nghĩ cô là a little wacky. Còn cũng tiếng Việt cũng sẽ có những người, nếu họ không đọc sách ấy, thì họ có lẽ họ sẽ nghĩ là đây là những cái chuyện huyền hoặc. Nhưng mà nếu họ đọc cái cuốn sách này thì cô Anna đã được giải, cô đã giải thích tất cả bằng những hiện tượng khoa học hết. Nghĩa là tất cả, nói tóm lại là bây ngay cả một cái vấn đề chúng ta ở thế giới này, chúng ta có rất nhiều phương tiện để giao gọi là liên lạc với nhau. Và nó gọi là tiếng Mỹ, nó gọi là communication á, tức là từ truyền thanh, truyền hình cho đến mọi vấn đề chúng ta có thể, ngay cả chúng ta cảm thấy, chúng ta nghe là feel thấy, thì đó là thế giới này thôi. Và cũng sẽ có những cái cách thức để mà liên lạc giữa cái thế giới này với thế giới khác, mà hiện tại có những người được có cái đặc ân đó. Và đó là tất cả, và cô Anna có giải thích là tất cả đều do những cái làn sóng mà thôi. Lấy một thí dụ như là về giác quan thứ 6, thì cái giác quan thứ 6, cái người đó là họ có được cái người mà thí dụ như họ biết cái chuyện xảy ra là nó phát ra một cái làn sóng nào đó, là cái sự kiện xảy ra, và cái người nhận được đó, họ giống như một cái đài truyền hình, mà cái đài nhận đó là họ bắt được cái làn sóng đó, và những người khác không bắt được, thì đó họ có cái giác quan đó rồi, mình cứ gán cho đó là giác quan thứ 6 thôi. Và có những người, ngay cả những người mà thí dụ như là những cái linh hồn họ phảng phất đó, thì họ vẫn phát ra những cái làn sóng, và họ có đủ energy, họ đủ năng lượng đó, thì cái người bên này họ có cái đài, như cái đài nhận, có những người họ nhận được và họ bắt được cái làn sóng, họ thấy được những cái tâm hồn đó, họ gọi là ma, và có những người khác không nhận thấy được đó. Nhưng mà nếu quý vị thấy rằng có cái linh hồn thì nhất định là phải có, họ có một cái hành động, họ có hoạt động, họ có cái năng lượng phát ra, và họ phát ra những cái làn sóng. Và hiện tại vì chúng ta biết là có rất nhiều những cái làn sóng mà nó quá nhỏ hoặc là quá tinh vi mà khoa học không có khám phá được, mà nhưng mà có những người họ bắt được cái đó, gọi đó là, và không có gì ngạc nhiên về vấn đề khoa học hết. Thì tất cả đều chỉ là năng lượng và làn sóng thôi. Và thí dụ như là trường hợp ngay cả bây giờ mới đây họ cũng mới khám phá, thí dụ như là dark energy chẳng hạn, mà nó chiếm tới 95% cái energy của thế giới, của vũ trụ, thì cũng chỉ là mới khám phá, cũng còn nhiều những cái họ chưa hề khám phá ra được. Và chúng ta cứ cho đó là những cái ảo ảnh, thật ra thì chúng ta những cái từ chúng ta có thể hy vọng một ngày nào đó 50 năm cho đến bây giờ trở đi, người ta có thể tìm mọi cách và người ta có thể có những làn sóng, người ta liên lạc được với, thứ nhất là với những hành tinh khác đi, rồi những liên lạc được với những cả thế giới bên kia, và chúng ta cũng chưa biết là có bao nhiêu cái universe, cái thế giới của thượng đế gây ra trong cái vòng dưới cái vòng trời này. Very interesting. Trong cuốn sách này thì giáo sư cũng có nhắc đến về khía cạnh tình yêu, thì sau hai cái cuộc tình dang dở của cô Anna thì cuối cùng cô đã found love, đó là find love, là tìm được tình yêu. Nhưng mà như trong cuốn sách nhắc đến là love finds Anna, là tình yêu đã tìm đến cô Anna, thì xin giáo sư có thể cho biết rằng là cái cuộc tình cuối cùng thứ ba này thì chắc chắn là cô Anna rất là hạnh phúc, hả thưa giáo sư? Theo như là, bởi vì cũng là một cái sự kiện gọi là có cái Anna cũng có ghi nhận trong này, đó là cô có nhận được cái message cuối cùng á, cái bản tin, cái nhắn tin cuối cùng gọi là từ thượng giới, cái vậy. Thì đại khái nói là những tất cả những cái gì mà khó khăn cuộc đời của cô ấy, nó đã coi như là đã qua, và cô ấy sẽ tìm thấy hạnh phúc. Và có lẽ vì nhờ cái lời nhắn đó, bây giờ thì hiện tại cái cuộc sống của cô Anna này rất là hạnh phúc và rất là hòa bình, và cô đã tìm thấy an bình cho cuộc sống của cô hiện tại. Và hiện tại cô Anna có vẫn tiếp tục gặp những cái linh hồn đó hay không, thưa giáo sư?
có cái là bây giờ hiện tại thì cô hầu như là cô vẫn cái sức sen của cô vẫn còn hoạt động rất là mạnh. Dạ. Vì thế cô để cô khi mà cô chữa bệnh có nhiều cái nhờ cái sức sen đó cô có thể cứu được rất là nhiều bệnh nhân này hay vậy. Nhưng còn vì hiện tại thì họ cô không gặp những cái người mà họ cần họ trở lại từ thế đi họ trở lại thì và từ không có một thời gian gần đây thì cô chưa có gặp lại. Và cô khi mà cô gặp những cái linh hồn này thì cô có bao giờ gặp những linh hồn gọi là evil hay là mean hay không thưa giáo sư? Chưa, cô chưa hề bao giờ gặp cái gọi là evil thì gọi là linh hồn xấu hết. Có lẽ là tại vì cô chỉ làm việc của người ta đến là để mà giúp cô nhờ cô giúp thôi. Thế nên có lẽ evil nó không có cần đến cô. Và hiện nay nếu mà quý vị khán giả muốn mua sách thì mua ở đâu thưa giáo sư? Thì nếu mà quý vị mua sách hiện tại thì cái cuốn sách này được bày bán trên tất cả các hệ thống network của nước Mỹ. Thí như Amazon, rồi Barnes & Noble, iTunes cũng có luôn hả giáo sư? Dạ. Còn đại khái thì nếu quý vị lên trên mạng quý vị sẽ thấy có hầu hết như là khoảng 7-8 network họ bán ở trên đó. Dạ vâng, đây là một cuốn sách mà tôi nghĩ rằng nếu mà quý vị nào mà muốn tìm hiểu thêm thì chắc chắn là nên lên Amazon.com hay là iTunes hay là Barnes & Noble, Google Play, Half.com, Goodreads. Quý vị có thể tìm mua cuốn sách này để đọc. It's definitely, nó là một cuốn sách nên đáng đọc thưa quý vị. Cảm ơn giáo sư Vũ Bá Trạch rất là nhiều. Xin giáo sư gửi lời chào đến quý vị khán giả đang xem chương trình ngày hôm nay. Tôi xin thứ nhất là tôi cảm ơn cô Tú Uyên và thứ hai tôi xin cảm ơn tất cả quý vị khán thính giả đã để thời giờ nghe tôi nói. Thì nếu đôi khi có những cái chuyện mà có lẽ quý vị cảm thấy là quý vị muốn biết thêm thì quý vị sẽ đọc sách, quý vị sẽ thấy rõ hơn là cái điều tôi đã nói. Tôi xin chào quý vị và cảm ơn quý vị. Và cảm ơn giáo sư Vũ Bá Trạch. Và thưa quý vị, đến đây cho chúng tôi xin trân trọng kính chào tạm biệt tất cả quý vị khán giả và xin kính chúc tất cả quý vị có một ngày thật là hạnh phúc và bình an.